Có cái anh chàng này anh cao ráo bự con, to con, đẹp trai vô cùng. Còn con vợ anh này thì ảnh 85 kg. Con vợ biết nhiêu không? 42. 42 kg. Vậy đó. Mà anh này anh bị vợ đánh tối ngày. Con vợ 42 kg quýnh cái thằng 80 mấy kg, quýnh te tô luôn. Mà thằng này nó nói trời ơi trời, thầy ơi thầy, cái số phận của con không biết cái số phận cái thứ gì mà nó kỳ cục. Con to con gì đó thầy, mà sao con không dám đụng vợ con? Có khi trong bụng con nó thật sự thầy, không lẽ con muốn tán nó cái cho nó chết á? Mà sao nó bay vô nó quýnh con tá lạ bên, con không dám đụng tới nó một cái nữa. Không biết sao kỳ cục vậy thầy. Như Đức nói, tại vì anh thiếu nợ đánh, còn vợ anh nó không có thiếu nợ anh gì nợ đánh. Thấy không? Ủa vậy hả thầy? Có vụ này nữa. Có sao không có? Chứ sao mà nó đánh anh mà anh không dám đánh lại. Anh mà không thiếu nợ nó mà nợ đánh á, sao mà 40 mấy kg dám đánh 80? Đúng không? Còn nó thiếu nợ tình với anh, không thiếu nợ tình anh làm sao 40 mấy mà dám lấy cái thằng 80? Con chịu đựng thấy mồ chứ bộ giỡn đâu trời. Thằng 80 mấy kg mà nó đè con nhỏ 40 mấy kg chịu nổi không? Không thiếu nợ tình làm sao mà trả nợ được điều đó, hiểu không? Cái này phải nói rõ nghe. Còn bây giờ tại sao 40 mấy kg mà nó dám đánh cái thằng 80 mấy kg? Tại vì anh thiếu nợ bị đánh. Nó trời ơi, công nhận thầy giảng đơn giản mà sao công nhận dễ hiểu. Thấy không? À, rõ ràng chưa? Nên từ nơi đó đừng có hờn trách làm chi. Hờn trách là nợ trả hoài trả cũng hết. Nó hờn trách là nợ trả hoài trả cũng hết. Giống như mình thiếu nợ người ta là 100 triệu, mình mượn rõ ràng đó. Mượn thì lúc mượn thì ngon lắm. Anh cho em mượn đi. Em nói thiệt với anh đó, em mà làm ăn được là em trả tiền anh liền luôn, nói thiệt á. Anh nhìn cái mặt em đi, em có giả dối chút nào chứ á. Em là nói thiệt với anh chứ, em làm là chắc ăn rồi, em là chuyện này là em trả tiền anh thiệt. Mà trả mà em còn trả tiền lờ, trời ơi anh mà cho em mượn tiền là em nhớ ơn suốt cuộc đời luôn, nói thiệt. Ơn nghĩa này em quên đó anh luôn. Mình nghe nó ngon lành đúng không? Thôi, tội nghiệp quá, cho mượn 100 triệu. Mượn xong rồi, đến khi mình đến mình đòi, nói từ từ đi. Nói lúc này tôi đang kẹt lắm. Từ từ đi anh, làm gì mà dữ vậy? 100 triệu thôi mà. Trời ơi, 100 triệu thôi mà thì trả đại đi. Thì từ từ. Mình nói một chút nói. Bây giờ nghĩ trả rồi sao? Nghĩ trả luôn á rồi sao? Muốn sao? Tôi mượn tiền anh giấy tờ đâu? Làm ngược lại, thấy không? Thì quý vị nghĩ nó lạ kỳ không? Thiếu nợ người ta mà không chịu trả. Vậy thì nói về nhân quả bạn có trả không? Đố mà bạn không trả đó. Trời ơi, trong kinh nhân quả ba đời nói, từ một miếng nước, từ một cọng rau, từ một hạt gạo, đều là do phước duyên của bạn đã tạo mà có. Bạn mà đã thiếu người ta là bạn phải trả. Bạn thiếu mà con phải trả lời, đừng nói chuyện giỡn chơi. Đừng nói mượn nợ người ta mà nói không trả, nó đùa. Nên bây giờ chúng ta sanh trong cái cuộc đời này, quý vị thấy không, nó trả nợ kỳ cục chưa? Nó trả tứ tung lang tan hết trơn, quý vị thấy không? Nó tá lả binh. Nên nếu bây giờ mình lo cho phiền não thì mình khổ te tua luôn. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị tự nhiên quen một vị thầy này giảng pháp, quý vị đem tiền cúng dường quá trời luôn, cúng quá trời cúng luôn. Cuối cùng quý vị đổ vỡ ra, ông thầy này ông không có làm việc thiện gì chứ, mà ông làm tầm bậy tầm bạ gì tứ tung lang tan hết trơn, thật là thật. Cuối cùng bây giờ mình mắc tính tâm với ông thầy này quá trời luôn, bỏ đạo, nó tầm bậy thế chứ. Vậy thì cái nghiệp duyên vậy là ở đâu ra? Cái người cư sĩ này cũng từng là người xuất gia nè, vì nói chuyện giỡn chơi hả? Họ cũng từng xuất gia, họ cũng từng gạt cái ông xuất gia này nè, họ lấy tiền đó. Rồi đời này cái ông cư sĩ đời đó là hiện làm xuất gia lại. Còn cư sĩ này phải đưa tiền cho ông xuất gia này, nguyên lý là vậy đó quý vị. Chứ không tự nhiên cầm tiền đưa cho người ta hoài hả? Dù vẫn biết người ta không làm việc thiện gì mà vẫn là đưa tiền hoài. Vẫn biết là ông thầy đó là tào lao bác xế mà vẫn mới đưa tiền. Quý vị tức cứ khi tức chết được luôn á. Mà nhân quả nó kỳ lắm. Thiếu nợ là phải trả. Nó ghê lắm, không có giận đâu. Nên cần câu vật hiệu để nó giúp cho mình tỉnh ngộ á. Hiểu chưa? Câu vật hiệu này giúp cho mình tỉnh ngộ, hiểu chưa? Nên đối với đạo Phật mình không có bỏ. Vì đạo Phật là chân lý. Còn có người họ không chân thật học chân lý thì họ sai. Dù họ cỡ nào họ cũng là phàm phu thôi.
Từ nơi đó mình lý do đâu mà mình đi trách phàm phu mà đi bỏ cái sự giác ngộ của Phật. Mình bỏ sự giác ngộ học Phật á, là mình thiệt thòi dữ lắm, hiểu chưa? Nên trong cái cuộc đời này đừng có thất vọng đối với những người tu. Cái bài giảng như Đức nói bao nhiêu lần mà. Đó, quý vị biết rằng hôm qua gặp một cái cô của nó một câu. Có ông thầy, ông đến mua cái ba lô. Ông mua cái ba lô, hỏi ba lô nhiêu, là ba lô 500 ngàn. À, xong cái nói con đưa cho thầy, con lấy 400 thôi. Lấy giá vốn 400, lấy vốn 400, bán là 500, lợi có 100 mà. Rẻ, không có lời nhiều. Xong á, thì ông thầy này, ông đưa tay vô trong cái giỏ không? Đó nói, thôi quên đem tiền theo. Tiền để trong cái cốc, quên đem theo mất tiêu. Thì cô Phật tử có nói, thôi được rồi, thầy lấy ba lô đi. Rồi gì mai gì thầy đem tiền nó đưa cho con. Rồi xong mai không thấy ổng, mốt không thấy ổng, bữa kia không thấy ổng, cái Phật tử nói xong cái ba lô. Hiểu không? Xong gặp Như Đức nói thôi vậy cô đổi lại đi, cúng dường ba lô. Cúng dường ba lô đi, đúng không? Nó vậy là xong rồi, thấy chưa? Thấy không? Nó bây giờ quý vị coi á, cô Phật tử có nói thầy cũng là đắp y cạo đầu đồ thì cũng giống hệt người tu hành bình thường thôi. Sao mà chỉ có vậy thôi mà kỳ cục của thầy? Nhưng nói gì đâu kỳ cục. Ở trong cái cuộc đời này nó phải có kỳ và có cục. Nó là cõi đời ô trượt nhiều thứ khổ đau. Còn nếu nó không có kỳ cục sao nói là ta bà ha? Nó phải có những sự việc vậy đó. Nếu mà không có những sự việc vậy thì đạo Phật thịnh rồi. Thỉnh ơi, nếu ai cũng là người tiếp nhận giáo dục và tin sâu nhân quả thì ai dám làm những điều gì? Đối với cái nhân cách và một cái uy tín một con người vàng bạc châu báu không đổi được. Không chỉ cái ba lô. Vậy thì cái giá trị của cái người xuất gia đó chỉ có cái ba lô hả? Vì thấy thiệt thòi không quý vị? Vì thấy rằng là cuộc đời người mình giá trị chỉ có cái ba lô. Chúng ta dù có nghèo đi chăng nữa cái giá trị mình cũng là liên thành chứ. Làm gì mà cái ba lô? Người ta còn muốn cúng dường cho mình nữa chứ đừng nói chi nói chuyện tới cái ba lô, đúng không? Như những đức là một thanh niên ngoài đời lang bang lãng quạng hư hỏng. Vậy mà bây giờ bao nhiêu người người ta muốn cúng cho những đức cái thứ này thứ kia tùm lum. Gặp cái nào là muốn cúng nhà cũng đắt tá lả âm binh. Những đức nói nhà bao lao làm hết kìa. Chùa rộng thênh thang kìa cúng cái gì? Muốn tôi ra khỏi chùa hả? Thấy không? Trời ơi, người ta gặp người ta nói nào là cúng nhà, cúng đất. Cúng mà mấy mẫu đất gì tùm lum tùm la chứ. Ngày xưa công người ta cũng không cho nữa. Giờ người ta cúng mấy mẫu mà nói giờ rộng thênh thang, lo không xể đây. Hòa thượng tin tưởng đừng có làm cho hòa thượng mất lòng tin. Thôi được rồi cô coi ai người ta không có cúng người ta đi. Thấy chưa? Từ là một thanh niên ngoài đời nè, hư hỏng nè, mượn người ta 200 ngàn khi người ta còn không dám cho mượn. Vậy mà bây giờ vô học Phật mà vì sao được ngày hôm nay? Là do thay đổi tính tình lại, mình ít gì không phải là hoàn chỉnh, nhưng mà con người mình có những cái làm được thì làm đi. Đối gì danh gì lợi mình đã hiểu nó là phù du mà. Thì mình cứ nghiêm túc đàng hoàng thì mình sẽ có danh có lợi có cuộc sống thôi. Thì thật sự đối với người tu mình ăn chơi gì nữa giờ. Chỉ cần ba buổi cơm no, có áo bặn, có nơi che mưa che nắng mà tu được rồi. Chứ bây giờ mình đòi hỏi gì mình đi chơi ở đâu? Như những đứa ngày xưa ngoài đời nhậu nhẹt quán xá quá trời luôn. Đi đủ thứ trò chơi nhảy nhót tá lả âm binh. Bây giờ xuất gia rồi không lẽ đi vũ trường? Lẽ vô đi vô vũ trường. Không lẽ vô vũ trường nhảy? Bây giờ nó không được đi chơi đâu chứ. Bây giờ quý vị coi bây giờ tiền này xài cái gì? Thì tôi cuối cùng là làm việc cho Tam Bảo thôi. Bây giờ suy nghĩ kỹ ra. Bây giờ không lẽ đi vô quán nhậu đi uống bia. Coi sao mà được, nó kỳ cục là không có được rồi. Ngày xưa thì được, bây giờ không có được. Thấy không? Nó vị biết rằng thì nguyên lý như vậy thì chỉ cần có ba bữa cơm ăn là được rồi. Thì tự nhiên cái tâm mình vậy, cái tự nhiên cái giá trị của người mình nó cao lên. Cái đạo đức của người mình cao thì cái giá trị cao và nhân cách cao và cuối cùng uy tín cao. Mà những thứ đó mà cao thì cuộc sống của mình nó đầy đủ, nó có gì đâu thiếu. Tại sao mà cũng là một người tu mà chúng ta để trở thành chỉ có cái ba lô? Thì đó là cái điều thiệt thòi cho bản thân người ta quá lớn. Thiệt thòi quá nên những người nghe, nhưng những đức chia sẻ vì nên nhận thức cho kỹ nghe. Những cái điều này nó đi sâu vào tâm khảm mình đó. Chứ nó không phải là cái chuyện đơn giản đâu nghe.
Tuy văn tự người ta nói dễ nghe, nhưng mà nó đừng bao giờ cho rằng văn tự dễ nghe đó mà để bỏ ngoài tai, uổng lắm á. Tôi nói tôi là một người hư, tôi đâu có nói tôi hay ho gì đâu, nhưng mà tôi học Phật tôi thấy lợi ích rõ ràng luôn á. Bây giờ tôi thấy mà có những người mà ta cầm tiền ta cúng tôi quá trời luôn, mà tôi có xài gì đâu. Lo cho 1,000+ người bị biết bao nhiêu chưa, làm bao nhiêu việc luôn á. Rồi đưa cho hòa thượng xây dựng chùa chiền hết trơn để cho nuôi người già. Mà từ một con người ngày xưa một mình lo cho mình không sống, Tết năm nào cũng mượn tiền chủ ăn Tết, thấy chưa? Ăn Tết có 3 ngày là ngày thứ 4 bạn quần đùi lên thành phố. Một cấp mà đi về ăn Tết thì bạn đồ ngon lắm, chậu ơi chậu, đâu dài quần jean áo thun rồi áo phát rồi mang kiến đen giống bị mù. Đi xạo thấy ghê. Vậy mà được có 3 ngày là bữa thứ 4 là bận quần đùi, mà đi bằng đêm. Còn cấp lên thành phố về mà có tiền á, là đi bằng đêm, sáng mới có mặt ở nhà. Sáng là chờ bình minh nó đi về, ghê lắm. Giống như công tử về làng vậy, thấy ghê á. Được có 3 ngày à, 3 ngày á, là đi lúc 12 giờ khuya. Thường người ta hỏi ủa sao Hiền nó về mà sao lần nào nó đi không thấy nó, về thì thấy mà đi không thấy. Nó trời ơi, nó bằng đi, nó đi máy bay không à. Chứ thăng trước nó không à, nên đâu có thấy, thấy không? Rồi ô bằng đi ta hết tiền rồi, hết tiền rồi. Đúng là con người mình, bởi vì ta nói có tiền mua tiên cũng được. Đúng là ngày xưa quý vị biết có tiền nó khỏe mà hết tiền nó bệnh. Nếu ai mà đã từng biết cái tâm trạng này sẽ hiểu liền. Những đức nói với vị nghe, ngày xưa những đức mà vừa hết tiền là đức nằm giàu giàu. Nên cái mặt nhân đức mà khi hết tiền là người ta dễ biết ngày xưa. Nó cứ hết tiền là cứ nằm vào, đi ra đi vô, đi ra đi vô, đi ra đi vô, đi hoài. Không bước ra tới cái cổng nữa. Mà vừa có tiền cái là xách xe liền. Mà vừa có tiền cái là gì, keo xịt xịt vô đầu mà tóc quắn nghe. Xịt keo, keo bọt bọt, vuốt vuốt đầu mà muốn. Trời xưa mà Lam Trường cái thời nổi tiếng á. Trời ơi, ta tóc quắn mà phái giống cái kiểu tóc của Lam Trường, mà Lam Trường nó đẹp trai. Còn mình thì tóc quắn mà mỏ nhọn nữa mà kêu dốt lao trường sao dốt. Vậy đó mà cố gắng vuốt, 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 vuốt. Mà keo chơi vô đầu nhiêu thì nó càng quắn tóc lại. Mà ngộ tóc quắn nghe, mà càng vuốt keo nào là nó càng quắn nghe. Nó quắn cứng 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 lại luôn. Vậy mà cuối cùng gịch nó ra cho nó chỉ chỉa ra. Bây giờ mình mới hiểu ra, mình nói trời là trời, cái mỏ thì nhọn mà kêu tóc thì chỉa nữa. Nó làm thêm cái mỏ nữa thì sao mà. Ghê không? Thấy khổ ghê không? Mà vừa có tiền là xách xe ra liền. Mà mắt kiến đồ vô thấy ghê lắm. Bắt đầu điện bạn bè tá lả binh nhá. Sáng nay không có tiền cắt nào chứ đứng nấu ăn mặc bùi so. Anh chủ thì cũng thương mình. Mình nói cái gì chứ mình làm thì giỏi thiệt. Làm rất là giỏi nha. Mà chỉ có cái là có tiền chơi là phải. Chứ làm là chịu làm dữ lắm. Nên chủ người ta thương. Nhiệt tình, không có bỏ việc cho người ta đâu. Không bao giờ bỏ việc nha. Đường gì đó. Thì vì biết rằng anh chủ mỗi lần anh gặp anh nói hết tiền rồi không? Anh nhìn mặt là hết tiền rồi. Nè, vài trăm ngàn bỏ túi xài đi. Anh thương lắm. Có tiền cái là rồi chuẩn bị xách xe. Xe đi chơi. Vậy đó. Hết tiền là ở trong quán không? Không chịu đi đâu chứ. Đi vòng vậy đó. Nên thấy đồng tiền nó ghê chưa? Nên bây giờ những đức thấy hạnh phúc vô cùng. Mỗi ngày những đức người ta cũng dường tiền, những đức đưa cho hòa thượng, đưa mấy cô đều giải quyết chuyện chùa hết trơn. Những đức có giữ tiền trong túi gì đâu. Khi cần cái gì thì có người mua lo cho mình. Khỏe re, còn ngày xưa những đức cầm tiền những đức xài, còn bây giờ có tiền mà không có cầm xài. Nên những đức khỏe re thêm nữa, không có xài điện thoại. Có nhiều người hỏi sao thầy không mua cái điện thoại có hình đồ, có khi gọi gặp nói chuyện nhau nói mệt. Có hình ọc số quắc mà có hình ảnh cho nó mệt thêm. Thôi điện thoại bình thường không biết xài, thầy điện thoại có hình. Có nhiều cô nói thầy để con cúng cho thầy cái điện thoại nghe, có gì con cần con gọi để con hỏi một số việc với thầy cần thiết. Nó thôi mệt quá, để tôi thuyết pháp bà tối ngày gọi hoài hết thuyết pháp luôn. Hiểu không? Thấy không? Các vị thấy rõ ràng tự nhiên tu cho nó khỏe ghê á. Tự nhiên nhiều thứ mình không có sử dụng nghe. Giống như những đứa đâu uống cà phê đâu quý vị. Không uống cà phê á. Nước đá cũng không uống luôn nữa. Những đức là thích nhất là nước nóng để nguội. Uống gì không à.
mình không uống nước lạnh mà trong cái bình nước lạnh luôn á, chỉ thích uống nước nguội thôi, rồi không uống trà luôn, không uống trà luôn. Nhưng Đức thấy nhiều thứ nhưng Đức không có dùng, Đức khỏe thấy ghê, rất là khỏe nghe quý vị. Đó, nên nuôi những Đức thì chỉ cần cho những Đức ba bữa cơm ăn là được à, ăn cơm không à, không có ăn phở hủ tiếu hay cái này kia gì đâu, bánh xèo đồ là kẹt quá đổ thì ăn đại vậy đó. Nhưng mà lúc nào cũng phải ăn cơm. Những Đức thấy ăn cơm nó chắc bụng nha, ăn mấy cái thứ gì cũng bằng cơm hết chứ. Mình bây giờ mình tu rồi mình nghĩ rằng thôi bỏ vô bụng miễn nó no nó khỏe là được rồi, nghĩ vậy đó nên nó tự nhiên nó thoải mái ghê luôn quý vị. Nên những Đức thấy đúng là Phật pháp hay, tự nhiên giúp cho mình nó an lạc, nó tự tại làm sao đâu. Thì ra rõ ràng con người khổ là do gì? Vật chất nặng nề quý vị ơi, vật chất nặng nề không biết đủ mà khổ, thấy không? Đó nên quý vị biết rằng ở đây những Đức nuôi chúng vậy mà đông vậy mà những Đức vẫn có niềm vui được chút là do những Đức tin nhân quả chứ. Với một là mình niệm niệm về người không à, thì bây giờ mình lo cho các cụ thôi, mình thấy mình lo cho các cụ già là mình mừng rồi quý vị ơi. Đó là cái an tâm nhất của cuộc đời của người đó. Nên bây giờ chúng ta nghe Phật pháp, những Đức có thường nói câu quý vị đừng có sống khổ nữa, sống khổ cũng một đời mà sống vui cũng một đời, tại sao chúng ta không sống vui đại đi mà vui tích cực để mà niệm Phật cầu sanh cực lạc, nó ý nghĩa hơn là tiêu cực đi đọa lạc tam đồ. Quý vị coi bây giờ tiêu cực đi đọa lạc tam đồ cũng một đời, mà tích cực để vui vẻ an lạc gì cực lạc cũng một đời. Cõi ta bà này chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, tại sao chúng ta không sống cho tốt? Giờ thương ghét gì cũng được cũng sống à. Những Đức nói chúng ta không phải ích kỷ, cái ý nghĩa nhất của đời người nó không phải vì người ta gì để mình khổ chứ, mà trước nhất mình vui thì cái này mới thật sự vì người ta. Đừng có nói tôi vì người ta mà tôi khổ, không có lý do đó. Cái lý do mà vì người ta khổ là một lý do rất là ngu si, nói thiệt luôn á. Mình vì người ta mà mình khổ thì làm sao mà người ta vui? Mình phải vì người ta mà mình vui thì người ta mới có niềm vui. Như cha mẹ mà an lạc vui là cái gốc cây tốt, thì cành lá hoa quả là con mới xum xê. Bây giờ cha mẹ vì con mà khổ đau te tu tả tơ bèo nhèo mặt như bánh bèo, vậy thì con mình làm sao có hậu mà có phúc hả quý vị? Đã sanh nuôi nó khôn lớn mà mình cái gì nó hoài để mình khổ không à? Cái gì cũng con nên con hết chân phước. Đời mình qua đi con của mình bơ bắt nghèo nàn, đúng không? Nên chúng ta nên sống đừng có nói gì người ta mà mình khổ, dại quá, không có đúng đâu. Nên quý vị biết rằng Đức Phật phải tự lợi mới lợi tha, Đức Phật phải tự tại mới độ hoàng thân quốc thích, hiểu không? Nên mình là người học Phật thì phải tự tại, nghe chưa? Chứ đừng có buồn khổ. Từng nào cũng đi đến đây mà bổ túc kiểu này nên mấy cô là mặt tươi đói à? À, cười hoài vậy đó. Mấy cô thấy cười là có tiền à? Nên người ta nói nụ cười là mùi xuân mà. Mà làm gì con người sống tự nhiên tới Tết mới cười? Lý do ngộ ghê. Kỳ cục ghê. Con người sống lạ thấy ghê tự nhiên. Tết đó nghe, mùng 1 đó nghe không? Mùng 1 đó nghe, nói gì nói đàng hoàng nghe chưa? Mặt tươi rói lên nghe. Ngày mùng 1 Tết mà buồn buồn lại nhà tao á, cả năm nay mà xui là mày chết với tao nghe chưa? Có gì mày qua Tết đi tính gì tính. Dù gì ngày nào cũng là mùa xuân, chứ làm gì Tết mới mùa xuân, đúng không? Tại sao chúng ta không ngày nào cũng là mùa xuân để sống mà đợi tới Tết? Trời ơi, từ đầu năm cho tới cuối năm Tết mới được cười, Tết mới được cười, nó mệt. Ngày nào tôi cũng cười chứ, cười hoài luôn, cười rụng răng cũng cười nữa, chứ không? Tại sao không cười lên? Con người sống nó phải có nụ cười, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Quý vị nhớ nè, một nụ cười nó mới giải quyết cái khổ của cuộc đời. Con người vui nó mới giải quyết cái khổ, còn con người khổ nó giải quyết cái vui đó. Hiểu chưa? Khổ nó giải quyết cái vui mà vui nó giải quyết cái khổ. Nếu như quý vị mà biết lập luận này thì quý vị sẽ vui liền. Con người mà thường tích cực có niềm vui á là tất cả cái khổ đau đến với mình nó giải quyết rất là nhanh, nhanh lắm. Còn con người mà thường tiêu cực để sống, trời ơi, chỉ cần một chút khổ bỏ vào thôi thì nó tăng cái khổ lên ầm ầm liền vậy đó. Nên con người mà đã là nội tâm khổ rồi thì gương mặt thê lương. Hiểu không? Nội tâm nó đã buồn rồi cái mặt lúc nào cũng nhìn. Mặt thê lương. Nhìn mặt là mặt với mặt có tiền rồi đó. Thê lương. Ủa chị sao lúc nào em thấy chị cũng buồn vậy? Buồn lắm em ơi.
cuộc đời có gì đâu mà vui. Đời của chị bây giờ chỉ vì gia đình này thôi, sống cho hết cuộc đời thôi, có gì đâu mà vui hả em. Này mới là thê lương. Thấy chưa? Tầm bậy. Đời người đã được thăng là khó rồi, mà không biết dùng thăng này để tiến thăng. Dùng thăng để tiến thăng. Nhớ. Bây giờ đời này được làm người, đời sao bèo gì cũng lạ. Ở trên cổ chờ làm tiên, tiên đực, tiên cái gì cũng ở trên chờ cũng ngon, đúng không? Không lẽ đời sau chúng ta đi xuống tam đồ ác đạo sống hả? Bây giờ chúng ta niệm Phật là chúng ta muốn thăng lên luôn nè, lên tới đâu tới cực lạc luôn, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp nè. Chúng ta muốn như vậy đó được không? Được, sao không được? Pháp môn tịnh độ này chúng sanh nào chỉ cần muốn gì với Phật là niệm Phật đi, là Phật trước rồi. Chỉ cần chăng thật niệm là Phật trước đó. Tin đi. Mình đã có con đường đi rồi, bây giờ chồng nó bóp bóp đi chăng nữa cũng. Ôi vậy sao bà kỳ vậy, lúc này sao tôi đánh mà bà cười hoài, bà vui bình thường, bà có khổ đau chứ. Tôi khổ làm chi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu cuộc đời vô thường, tôi thiếu nợ ông tôi phải trả thôi. Quýnh tôi đi. Tôi bây giờ tôi muốn viên cực lạc thôi, ông hiểu không? Tôi chỉ muốn viên cực lạc. Chào chào cái bà này, cái ghê vậy chào. Ai nhập vào thấy ghê vậy? Ghê gì? Chứ ông đánh tôi cỡ nào tôi cũng không trách ông bây giờ. Đánh đi, đánh đi. Tôi viên cực lạc. Nói tao tao tôi lại bà. Bà nào tôi sợ quá. Ừ quý vị, có nhiều thằng chồng nó sợ ngược lại á, thấy mình thì ghê quá. Kiểu như hồi xưa mà nó đánh mình rồi mình né né né, nó phải đánh hoài. Bây giờ đánh mình nói ông cứ đánh đi, tôi nói thiệt với ông chứ nghe, tôi thiếu nợ ông. Nói gì mà thiếu nợ gì? Tôi thiếu nợ đánh. Đánh đi, mới đánh ở bên rồi phải không? Ông quất đi bên này nữa đi. Tôi nói với ông nghe, tôi sẽ đi về cực lạc cho ông coi. Thôi 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 bà, tôi năn nỉ bà. Tôi lại bà. Tôi làm gì tôi lỡ, tôi không hiểu. Thôi bà, tha thứ cho tôi đi. Bà về cực lạc tôi sống với ai? Ông có giỡn nghe nó sợ đó. Tại vì nó đâu có biết cực lạc là ở đâu. Hiểu không? Nó đâu biết cực lạc ở đâu. Nên nó sợ xanh mặt xanh ngoài, nó sợ mình về cực lạc. Nó nên tôi nói với ông nghe, vợ chồng với nhau mà ông đánh đập tôi nghe, rồi tôi đi về cực lạc sớm rồi tôi để cho ông buồn phiền, ông gán chịu. Ông nói bây giờ tôi làm vợ ông mà, ông thương tôi không thương thôi, chứ ông đánh tôi kiểu này là coi không có được. Nhưng mà ông muốn đánh đúng không, thì ông cứ đánh đi, ông cứ đánh tơ bờ qua lá đi. Tôi nói thiệt với ông, bây giờ tôi biết rồi, có nơi tôi về rồi. Bà đi đâu rồi? Đi đâu? Tôi về cực lạc. Về cực lạc tôi bên cạnh Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là thằng nào? Nói thật. Chồng này nó ghê gớm. Phật A Di Đà mà hỏi thằng nào? Nó không biết. Không biết, tưởng là Phật A Di Đà là thằng nào đẹp trai, hiểu chưa? Hiểu không? Nó đâu có biết Phật A Di Đà là thằng nào đâu. Tự nó, ông nó đúng là cái thứ nhất diễn đề. Đề là gì? Nó, đúng là ông nói chuyện với ông cùng tần số. Hiểu không? Từ nơi đó bị ta, họ không có tu, trách họ làm gì? Mình mà còn không trách họ, chứ là Phật trách họ. Nhưng cái tội của họ là cái tội bất kính thôi, hiểu chưa? Cái tội là từ tâm ác ý mà sanh tội đó, chứ Phật không có trách cái hành động. Chúng ta là người biết đạo, chúng ta đâu có trách cái hành động người không hiểu. Nhưng mà họ tội lỗi là do tâm ác ý của họ mà tội, hiểu chưa? Mình không tu thôi mà mình đi hành hạ người tu, mình đi chửi người tu, mình đi trở ngại người tu, đau tâm đó là tâm ác, là tội. Còn cái sự cản trở kia thì không có trách họ, họ không hiểu, không trách. Nhưng bạn ác ý là bạn có tội, hiểu chưa? Nguyên lý là như vậy đó. Nên từ nơi đó quý vị thấy không, mình là người tu thế tự tại chưa? Mấy chục năm thôi, thời gian qua rất là mau. Từ xưa tới nay đã qua bao nhiêu đời người rồi, chúng ta còn lo ngại gì nữa? Mau lắm, lay quay tới bây giờ 41 rồi nè, Tết 42 sắp sửa xuống lỗ rồi. Mau lắm. Nó mấy bà coi bây giờ tóc bạc lay ray thấy chưa? Nhớ hôm nào tóc cũng đẹp, mặt cũng đẹp, thấy không? Môi cũng đẹp, răng cũng đẹp. Mà bây giờ tóc có tóc bạc, mặt sạm da, nhăn nheo, chỗ đầu mồi, răng rụng vài cái. Nhớ hôm nào có mắt. Còn bây giờ thì
tả từ cái trường, thấy chưa? Nó càng ngày nó càng già, rồi chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta sắp đến rồi đó. Không? Ngày tháng đi qua, tuổi già đã đến. Nó, hôm nay thấy người chết, lòng ta thấy ngậm ngùi. Đời người ai cũng chết, ngày mai đến ta thôi. Thấy không? Quý vị thấy vậy quý vị buồn chi à? Khổ chi để sống à? Thấy không? Bây giờ thí dụ giờ có bầu cái bụng trình bình, thằng chồng nó bỏ luôn. Nó bỏ cái bụng bự gì không ai nuôi luôn, không ai lo chứ á. Người ta có bầu được dưỡng thai lum la, còn bây giờ có bầu rồi chồng bỏ luôn rồi, đi theo con gái tiếp thôi. Hiểu không? Không quan tâm ngó ngàng gì hết chứ. Khóc hu hu lại ở đây như đứa nói, đừng có khóc. Khóc chi vậy? Khóc nó cũng đâu có trở về đâu mà khóc. Bà khóc bà sanh đứa con á mặt méo sợm, méo chưa? Bà chung mỏ đi nó sanh cái mỏ nhọn cái gan như đứt. Đừng có khóc. Khóc gì à? Nó bỏ kệ nó, bà cứ sống bình thường đi. Không có chết đâu đừng có sợ. Bà cứ niệm Phật đi được không? Nó bỏ kệ, bà cứ niệm Phật, bà cứ niệm Phật đi. Con của bà đừng có sợ cái chuyện mà không dưỡng thai mà nó đẻ nó yếu không có sao đâu. Bà cứ niệm Phật bạn trai luôn đi, bà đẻ cái đứa con uống nu uống nóc. Cái mặt nó như Phật A Di Đà luôn. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Hiểu không? Kệ cái thứ vô tình vô nghĩa đó, kệ nó, hiểu chưa? Mà giờ mà tính là la ra cũng nhân quả của mình thôi, đừng có trách nó chi mệt ha. Có nhiều người chọn cái bụng trình bình mà chồng lại bỏ. Hôm kia mới có ông bà nè, mới đi lại chùa mình, sao mà bây giờ tiếng tâm mình sao cũng nhiều người biết quá trời, khổ ghê á. Chùa không thì sao nhiều bầu biết quá trời cứ lang thang đến gặp hoài. Có nhiều bà cụ có nói trời trời thầy sao mà con thấy bầu bì đến tìm thầy nhiều dữ thầy. Thấy thầy đi sớm về muộn hoài mà sao thấy bầu bì gì lại ở đây quá trời. Nó trời ơi mấy bà ơi duyên tôi bao la. Duyên của tôi đã nói rồi, tôi thương tội nghiệp với bà bầu. Mấy bầu có tìm tôi thôi. Chứ tôi có gì đâu. Chứ ai ăn không chứ tôi có làm được cái gì đâu. Tìm tôi vậy thôi. Khổ. Lỡ nó than thở bầu ở đấy nói thầy ơi trời bụng mang dạ chữa thầy ơi, chồng thì bỏ rớt nhà thì hết gạo nấu, sắp sửa đẻ không có tiền. Nói trời sao bà nhiều cái khổ dữ vậy. Bây giờ bà muốn cái gì, muốn cái gì vì tôi, bà muốn tôi làm gì cho bà, nói đi bà đừng có nói nhiều, bà nói thẳng vào sự việc đi, muốn gì? Con muốn thầy giúp con. Nói thật á, giúp cách nào? Thầy cho tiền con đi đẻ, thầy cho gạo con ăn, thầy mua sữa cho con uống, để có sữa cho con bú là được. Được, đây là chắc là nợ đây đúng không? Tôi đã từng thiếu nợ bà đúng không? Thấy không? Không thiếu nợ sao đến kia tìm mình đúng không? Tìm mình là có duyên đúng không? Xong móc ra nè cho 50. Vì bà già quá thì đâu cho nhiều. Nè cái máy niệm Phật đeo vô kia chưa? Đeo cái máy niệm Phật này đây là bổ bối này kia chưa? Bà cứ đeo cái máy niệm Phật cho nhận được. Bà đeo đi, sẽ có người giúp bà, có người giúp bà. Bà yên tâm, bà đeo, đeo ngay cho, đeo vô. Lấy máy ra, này, đưa cổ vô, đeo vô. Niệm Phật nghe chưa? Bà cứ niệm đi, có người đưa gạo cho bà ăn, hiểu chưa? Nếu nhận đức ra mặt làm mấy cái chuyện này khó xử lắm, bà hiểu không? 50.000 này là để làm tùng thôi nghe chưa? Thầy bà đi từ ở đó vô đây là tiền xe 50 phải không? Nó nói, dạ, sao thầy biết hay? 45, à, đưa 50 luôn, còn 5.000 uống trà đá. Cái máy niệm Phật mới quan trọng, bà biết không? Tiền không quan trọng bằng cái máy niệm Phật này. Bà cứ đeo đi rồi sẽ có người giúp bà. Bà yên tâm, bà đeo. Đeo nghe không? Nghe lời, niệm Phật nghe chưa? Dạ, con nghe lời thầy. Nhớ nghe. Quay kè thêm cái câu cho nó ghê ghê quý vị. Nhớ nghe. Ấn tượng cái mặt ghê quá. Ấn tượng cái mặt ghê quá. Vậy mà khi mà đẻ xong hết á, bà ẩm đứa con lại, bà nói chậu là chậu, con nói thiệt với thầy. Không lẽ bây giờ con nói thầy là Bồ Tát. Thầy vừa đeo cái máy niệm Phật cho con, bữa sau lại tự nhiên cái nhà làng xóm nó lợi, nó giúp con chậu ô thầy, ô thầy. Nó đem gạo đến thầy ô. Rồi tự nhiên sao nó giúp con đẻ đàng hoàng luôn. Mà thiệt con của con đẻ nó dễ thì ghê thầy của thầy. Mấy đứa kia gặn muốn chết luôn mà nó không ra.
Còn riêng cái đứa bé này, trời ơi thầy biết rằng đó, đúng là thầy làm sao mà ngủ. Mà vừa lên cái bàn đẻ, chưa gần mà nó chạy cái ép kia. Ủa là tao công nhận, cô có cảm ơn thầy thiết ghê. Bây giờ cũng tin dữ lắm, cô tin lắm. Thầy cho con thêm cái máy niệm Phật nữa đi, để cô thay đổi, con nghe hoài luôn có được. Thấy không? Thấy chưa? Bổ bói chưa? Nó giỡn đâu nghe. Bây giờ nếu bây giờ cầm tiền cho người ta rồi xong rồi, người ta không biết được cái pháp tu, hiểu không? Nó vậy mà đưa cái máy niệm Phật chỉ người ta, mà đưa cái mặt ghê lắm nghe. Nhớ nghe. Cái mặt này thì ghê, cái mặt làm ấn tượng ấy, vì làm giống như khó khăn khó chịu. Cuối cùng nghe lời về này, mẹ tròn con vua ngon lành hết, thấy không vị? Thấy đó là cái gặp trường hợp rõ ràng đó, gặp những trường hợp gì đó. Bây giờ quý vị thấy không, nên mình ở ngoài đời mình giúp nó được mình cứ giúp đi, nhưng mà cái quan trọng là chỉ người ta cái pháp tu, nghe nhân quả thì thông cái tâm. Nghe nhân quả để thông cái tâm. Mình là người tu hành á, đừng có sợ người ta gạt mình. Chỉ dạy có một cái là mình không biết ta gạt mình thôi. Chứ mình biết ta gạt mình thì cho người ta gạt đi, đâu có bị gạt đâu sợ. Chỉ sợ có một cái là mình không biết ta gạt mình thôi. Cái này mới là cái bị gạt. Còn đã biết người ta gạt rồi thì nè, thôi á, gì đó. Tại vì sao? Vì hiểu rồi, biết người ta gạt rồi mà ta muốn gạt này nè, gạt đi thì mình sẽ hành được cái hạnh bố thí ba la mật, hiểu chưa? Làm được cái hạnh bố thí thù thắng rồi đó. Còn sợ con cái là mình mù quáng, mình không biết người ta gạt mình, mình mê hoặc điên đảo thì thật sự là mê hoặc thiệt rồi, hiểu không? Nó nên từ nó đó, đừng bao giờ ai mà sống với ai đừng có nói câu nói nghe, tôi sống với ông mấy chục năm nay mà tôi nói thiệt với ông tôi không hiểu ông, bây giờ tôi mới biết bộ mặt thật của ông nữa, hiểu không? Đừng có nói câu đó chỉ cho nó mệt. Quan gia mà nó điều dưỡng hết trơn á. Quan gia nó điều dưỡng, nó dưỡng làm sao cho mình nặng tình nặng nghĩa đi, rồi nó dứt bỏ. Quan gia nó chơi cách đó, chứ có bao giờ mà chưa có tình cảm gì mà nó dứt bỏ không? Nên quý cô khi mà lấy một người chồng quan gia về nó hành hạ, có thằng chồng nào mà ban đầu nó vừa gặp mấy cô mà nó ghi hai chữ quan gia trên trán không? Không có đâu. Nó đều là thương yêu chiều chuộng, cái gì nó cũng chiều hết trơn, đúng không? Nhưng mà sau này rồi đến lúc nó mới nổi máu lên, nó quýnh. Nó thì quan gia là nó phải dùng cách gì để đòi nợ. Con cũng vậy luôn. Mình sanh ra u nu u nóc dễ thương, sủ sữa mình thương, trời ơi mình thương kinh khủng lắm. Mình thương nó mà đến nỗi mà mình cực cỡ nào, mình chỉ cần thấy con mình hạnh phúc là mình vui, mình thương đến mức vậy luôn. Như vậy đó mà nó quay tình thương ngược lại với mình, quay ngược lại tình thương. Đó, quan gia là chơi vậy đó, là nó làm cho mình phải đậm đà với nó, xong rồi nó mới làm cho mình đau khổ được. Nó thì con nó là gì mà nó từ nơi đó đến cái cõi đời này quan gia thù nghiệp, hiểu chưa? Hiểu rồi thì sao? Thì cười chứ sao? Hiểu rồi thì cười chứ sao? Thấy không? Cô thấy không? Từng nào đi về đây cũng gì nhưng mà nó hừng hực nghe. Từng nào về đây cũng gì mà sao nó hừng hực cái tâm nói chuyện như thế? Chứ đâu phải mà thôi tránh nợ đi chứ. Thiếu nợ thì trả đi chứ nói gì cho nhiều. Nói nhiều thôi, nói hoài mệt ghê. Nợ trả đi. Vậy đó nghe mà ngồi dưới là không nghe vô. Vậy mà trên đây thiếu nợ trả đi. Buồn cái gì. Vậy mà tỉnh. Cũng là một câu vậy mà nếu đưa lại cái lực nói á. Thiếu nợ trả đi. Buồn cái gì mà buồn. Thì dứ. Cái mặt chảy ra, gặp mà miệng rộng mà mỏ nhọn những đứt nó gây gớm rồi, thấy chưa? Mình nói cho nó hừng hực mấy bả chứ tôi hút quá, thấy không? Tôi hút quá, không? Tự nhiên chứ nó tỉnh veo, nghe được. Nên từ nơi đó là muốn có cái lực nói chuyện mà công chúng tu nhiếp thì làm sao? Tu hành. Phải hành trì. Khi hành trì rồi nói những cái sự hành trì ra nó mạnh mẽ, sức tu nhiếp nó cao độ. Thì biết một ông thầy mà có tu á, là ông cái thời điểm của ông á là nó hừng hực liền. Nhưng khi ông thầy mà ông nghỉ tu á, là ông nói chuyện là nó đi văn tự cao. Thường là văn tự cao là người ta lý luận về cái sở đọc của người ta thôi, mà không có lý luận sở hành. Còn khi đi vào sở hành thì nó là văn tự cực kỳ dễ hiểu luôn. Sở hành là nó gần gũi với nhân sinh, hiểu không?
nên nghe dễ. Mà nghe mà đúng tông rồi nó không ngủ. Nghe đúng tông là nó không bao giờ ngủ. Quý vị thấy cái cách nói chuyện của những đức là nó có cái sự mạnh mẽ và nó có một cái lực gì nói nó rất là mạnh. Cái người mà nghe mà chưa đúng đô, yếu yếu là nghe không được. Sợ quá thầy dữ quá. Nó, nên khi mà những bài chủ nhật giảng đồ này, có những cô người ta bình luận ở dưới, ta nói là thầy giảng pháp thì hay nhưng mặt thầy xấu quá. Thì mình chấp nhận thôi, tại vì mình xấu thiệt. Hay sao nó nói thầy giảng pháp thì hay nhưng mặt mà thầy dữ quá. À, thì mình giữ thiệt, mình chấp nhận thôi. Nó kệ. Một số người ta cũng vẫn thích nghe, đúng không? Đó, nên từ nơi đó thì phải nói là cái tông nó phải nhập cảnh được mới được. Cái tông nghe nó quen, hiểu chưa? Chứ bây giờ mấy vị mà chỉ cần nghe ai mà nói chuyện nhẹ nhẹ vì nghe có khi nghe không vô. Nhưng mà nghe những đức lại nó có duyên rồi nó nghe được. Có những người chưa duyên với mình thì tự nhiên người ta nghe không có được. Ta thấy mình sao mặt dữ quá, phải không? Nó kệ. Nó dữ thì nó dữ chứ giả hiền cũng được. Mặt này sao giả hiền? Cái mặt này phải giả hung dữ. Đóng vai hung dữ. Sanh ra đời là cái mặt đóng vai dữ. Tướng quân đồ. Chứ không có đóng vai thư sinh. Nhưng nếu mà đóng vai thư sinh không được rồi. Kiểu như ảo lả thư sinh đồ mà viết lách đồ. Không được. Mình là đóng vai thợ săn hoặc là đi đốn củi trên rừng sâu hoặc là tướng cướp hoặc là... không? Hoặc là làm nghề xử trảm người ta. Mặt này dữ lắm, hiểu không? Nó nên nhờ vậy đó mà mới xử với bà già ở chùa. Vì nói với bà già dễ xử lắm hả? Ai mà xử được mới sợ, vậy đó thiệt. Cả cái chùa này luôn. Cũng ai xử được. Từ xưa giờ Như Đức đi tu, Như Đức chưa thấy ông thầy nào nuôi với bà già và xử với bà già được. Từ khi Như Đức mới đến chùa luôn, Như Đức cũng đã thấy cái ông thầy nuôi mấy bà già cũng không xử được mấy bà già. Mà ngộ Như Đức xử được. À, ngày xưa Như Đức trên Đà Lạt nghe, mới nuôi với bà cụ á, được quản chúng á. Mấy bà vô phòng bà cứ lộn á. Như Đức bắt hai bà mà thờ nó lạnh ác đạn trên đó mà, lạnh dữ lắm. Như Đức bắt hai bà ra cây dầu ngồi rồi đó. Ngồi gì đó, bắt ngồi 2 tiếng mới cho vô. À, bắt ngồi vậy đó. Thì những đức ngồi phía sau cây dầu. Mình chơi vậy đó, chứ không phải mình bắt người ta ngồi mà mình đi vô trong nhà ngồi nghe. Mình bắt người ta ra ngoài ngồi, mình ra ngoài ngồi luôn. Mấy cái chú theo những đức là đi theo ngồi luôn. Thằng nào thằng nấy. Lạnh, lạnh chết được mà. Rung như nè. Nói đúng công nhận nha. Ngoài này mà 2 tiếng chắc lần cũng tử tới già quá trời. Rung rẩy miệng là thời nó lạnh dữ lắm. Hồi đó mới lên trên đó cách đây 10 mấy năm nó lạnh lắm. Còn bây giờ là nó bớt lạnh rồi đó. Đi, hồi đó nó lạnh dữ lắm. Vậy mà bắt bà già ngồi 2 tiếng. Những đức cũng ngồi 2 tiếng luôn. Mình chơi vậy đó. Đó, nghĩa là mình phạt ra phạt mình luôn đó, được không? Nó chịu đi, tên nào chết thì chôn. Gan mới được, đúng không? Vậy đó nghe, mà nhớ hồi đó mới quản chúng lần đầu tiên, đúng là ngôi chùa nào gì nó ưa có những thành phần dữ dằn, giống như cấm rễ lâu năm ấy, không ai xử được, dữ lắm. Mình thì cái dạng mà giờ không có gì mà liều mãn, nên người ta không dám chơi với thằng liều. Liều nó ghê lắm, không có dễ đâu. À, những đức đến thì đức nói cho cô biết nha. Vô chùa tôi thấy cô dữ lắm, ăn hiếp nhiều người lắm á. Tôi ăn hiếp rồi sao? Tôi nói cho chú biết nghe, chủ trì còn chưa dám đụng tôi, nói chứ chú nghe chưa? Chú biết ngôi chùa này tôi hộ trì biết bao nhiêu chưa? Chú là ai? Nói, tôi là ai không biết. Giao tôi là tôi xử lý cho bà biết đó. Tôi nói từ đây tới 1 tuần lễ sau, tôi nói bà mà không sửa tính là bà tiêu với tôi đó, cho bà biết đó nghe. Trời trời, cái mặt này mà tôi ghê trời. Mà Như Đức hồi xưa ốm mà cái mặt cái mỏ nhọn quét bằng bộ đồ đen nó nhìn thấy. Nhìn thấy ghê lắm. Vậy đó nghe, mà giống như cái duyên của mình làm việc trong Phật Pháp nghe quý vị. Đúng là kinh khủng đi chứ hồi đó mà cái vụ này mà ghê nè. Cuối cùng quý vị, tối lại bà ngủ á. Tối lại bà ngủ tự nhiên sao mà thằng hộ Pháp á dẫn bà đi xuống giam phủ. Dẫn bà đi. Xong á, tới cái ngay chỗ dầu. Chỉ vô chỗ dầu nói, bà coi ai chổng kìa. Bà nhìn vô chỗ dầu, bà thấy bà nằm trong chỗ dầu. Thằng hộ Pháp quay qua nói,
Bà mà về mà bà cãi cái thằng đó là bà chết. Từ đây tới nói gì phải nghe, nghe chưa? Thôi là bà xuống đây đó nghe không? Dứt mình thức dậy, ngày mai là bà đến mới gặp người đức cùng lại chúng. Từ đó tới sao xanh mặt xanh mày chứ. Xong á, thời gian sao bà kể như đức nghe qua trường hợp đó mà không dám luôn. Xử hai bà đó một phát một. Từ đó sao cả chùa xếp re hết luôn. Tại vì hai cao thủ mà xử được là được hết trơn. Nên ta nói là bắt giặc bắt ngay tướng quân. Thấy không? Vô hai tên dự, dữ nhất, xử hai tên đó trước nhất. Cuối cùng mấy tên tép riêu nào nấy. Thấy chưa? Xanh mặt xanh mày chứ. Rồi thấy chưa? Dính mặt gì chứ cũng á. Phải có cái gì vậy phải không? Cái tâm. Có gì đâu, có cái tâm. Dám làm. Dù cho người ta nói mình cái gì nhưng mà mình dám làm. Nên tại sao quản 1.500 người được? Dám làm thôi. Quý vị nghĩ đi. Từ 6 giờ chiều đổ bê tông cho đến 3 giờ sáng. Từ 3 giờ sáng tu cho tới 7 giờ sáng. Đêm không ngủ miếng nào. Rồi tiếp tục thức dậy. Đi làm cái gì? Đi lo việc trong chùa nữa. Rồi tối lại coi công trình xây dựng. Hồi xưa trên kia 5 năm đó nuôi bao nhiêu con người quý vị biết chưa? Bao nhiêu con người mà đến được hộ niệm chưa? Đó. Có nhiều người người ta không biết đâu. Có nhiều người người ta nghĩ rằng là nó nói sao á. Ờ, quý vị biết. Cái mô hình này là quý vị nhớ ngày xưa trên đó không? Thì vì bây giờ thấy hiểu liền cái gì đâu. Đó. Thì từ nơi đó là do nó mở cái tâm ra dám làm. Nó dám làm nghe quý vị. Nên 5 năm đó kết duyên kinh khủng quá. Trời ơi, kết duyên quá trời kết duyên, quý vị nói chuyện còn 48kg. Đàn ông trai 48kg, bây giờ như đức đang 75kg mà đó quý vị nghĩ 48kg nghĩ sao? Chứ cái thời mà ăn rau không ăn cơm quý vị nghĩ đi. Trải qua hết rồi. Thường là gì ngủ đêm 2 tiếng à. Khổ hạnh mà. Đêm ngủ 2 tiếng. Rồi không ăn cơm. Ăn gì? Ăn rau. Đúng buổi trưa luôn. Ăn thời gian ốm nhôm. Vậy mà ốm nhôm xanh lè mà nhiều bà mới gặp mình mới nói công nhận thầy liền. Chú lúc này trắng thấy gư nó trời trời trời. Xanh lè xanh lét mà trắng. Mà nó ghê lắm. Nó làm được vậy rồi kiêu ngạo nghe bị ngã mạng nghe. Trời nó hung bạo sân si thấy ghê lắm. Nó tu nhiều. Ăn không ăn cơm cho rằng mình dữ dằn. Nên cái tu này tôi nói qua câu này ai dính là kinh nghiệm đi nghe. Đừng có nói mà tu ép sát tu dữ chưa chắc ngon đâu. Cái ngon là ngay cái tâm này nó dịu nó mới ngon. Còn cái tu dữ vậy đó mà cái tâm nó sân si ta đây đồ. Hoặc là nó hung bạo nó sân si khó chịu. Là tu không có đúng rồi tu sai rồi không. Nên những đức chịu mấy năm. Cuối cùng quý vị biết những đức nhìn ra những đức nó không được. Tu thì nó phải vui vẻ nó an lạc thì sao. Thì sao mà tao thấy mày sao phiền não quá hiền ơi hiền. Cái gì đó mà mày làm được chuyện mà mày chữ sùm tá lả âm binh kỳ cục quá. Không có ngày nào cười chứ. Cái gì đâu mà đi tu mà cả ngày mà không có cười được câu nào. Cái mặt lúc nào cái mỏ nhọn quét mà lúc nào cũng. Xưa nhọn ghê lắm. Nhọn ghê gớm. Không mà cái mỏ nhọn mà càng chu chừng nào nó càng nhọn hơn đấy. Cái nhăn của nhiều đời nhiều kiếp nó đã chu rồi bây giờ nó mới nhọn. Bây giờ mình phải cừ. Cừ đi từ từ cái cừ từ từ cái mỏ đỡ nhọn lại hiểu chưa. Những đức nói với mấy cái bà mà lỡ mà hô á. Mấy bà khỏi cần đi niềng răng. Chỉ bà mấy bà một cách khỏi tốn tiền mà còn tự nhiên. Mình đã là cái nhăn hô mà đi niềng chi cho nó mệt. Niềng là mình đang phá hoại hoàn cảnh tự nhiên hiểu chưa. Nó mà để bình thường đi. Cừ đi đỡ hô à. Mà sau này nó thành hô duyên. Cừ viết thành hô duyên á. Nè. Hô duyên bộ. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi. Không có duyên quý vị ngồi đây tiếng mấy hai tiếng không đau chân hả? Sao tuần nào đi đến đây nghe? Có duyên mới đi đến đây nghe. Vậy là được rồi. Đẹp xấu gì không biết mà tao phái mình là được rồi đúng không? Hô hay gì kệ mồ nó. Miễn tao thích mình thôi à. Cái quan trọng là tao thích. Bây giờ quý vị có làm đẹp cái nào cũng để người ta thích đúng không? Bây giờ miễn xấu mà người ta thích là được rồi. Đúng không? Khỏe đi. Nó nên Dựng Đức nói mấy bà mấy ông mà gặp tôi là khỏi cần sửa gì.
còn lỡ sửa rồi thì thôi. Thấy không? Đừng có từ hôm nay, những người mà nghe tôi đã chưa từng đụng cái gì vào thịt da mà sửa thì đừng nên sửa gì nữa chứ. Còn lỡ sửa rồi thì từ hôm nay dưỡng tâm luôn. Hiểu không? Chứ tại sao này nó ung thư te tua nghe chưa? Nó xăm môi đi sau này ung thư môi. Bảo biết. Cái môi người ta lâu lâu người ta đi ra ngoài người ta sơn nhẹ cái được rồi. Cái bà xăm chi mà lúc nào nó cũng đỏ. Đỏ ghê cũng chết. Hiểu không? Nó không phải cười chết mấy bà đâu, nhưng mà nói với bà tại không gặp tôi sớm. Gặp tôi sớm là không có ngày hôm nay xảy ra gì đâu, đúng không? Nó nghĩa là không đủ gì. Không đủ gì. Có cái bà kêu bà đó, trời ơi là trời, bởi vì con nói thiệt với thầy, con học đòi mà con không có biết chút nào. Bởi vì con nghe thầy sớm thì con đâu có học đòi tầm 7. Con nói thiệt với thầy chứ. Con thật sự con hô cũng không thua gì thầy. Mà thầy biết cái môi nó đã dày, hô mỏ nhọn mà con đi xăm cái môi. Mà thầy biết rằng á, miệng rộng đó ô. Thì bây giờ cái môi nó xám xám bình thường như da thì không có thấy cái miệng nó bự. Mà bây giờ nó đặt cái miệng nó bự mà chơi nó đỏ chói xung quanh. Thì vừa nhìn cái là thấy cái miệng chùm cái mặt. Nó kỳ quá. Mà khi con nghe thầy con mới hiểu, con thấy đúng là con dạy tới ghê. Nhưng bây giờ sao, bây giờ thầy Như Đức nói bây giờ thì bà cứ tu bình thường. Chứ bây giờ lỡ là sao? Mấy con đi xó không đi lên xó nữa. Bà đã phá hoàn cảnh một lần rồi, bà muốn phá một lần nữa hả? Thôi bà đừng có làm gì nữa, bà để y tin đi nghe. Rồi bà cứ cười giùm Những Đức đi là được à. Những Đức đã thấy kinh nghiệm rõ ràng. Nó cười với nó có duyên lạ lắm. À, thì bây giờ cái câu nãy Như Đức nói với vị nghe đó, đẹp cũng để cho người ta nhìn. Mà xấu mà có người ta nhìn nó thích là được rồi. Nó có duyên là tao thương à, chứ không phải nó đẹp xấu gì đâu. À, nó đẹp mà nó vô duyên không ai thương nữa. Quan trọng là có duyên. Nên mấy anh em nam đừng có sợ mình lùn, mình xấu mà không có ai thương. Cái quan trọng là có duyên hay không có duyên. À, muốn có duyên thì phải làm sao? Muốn có duyên thì tạo duyên. Tạo duyên mà cách nào? Gương mặt tươi vui gặp người chào hỏi. Gương mặt tươi vui gặp người chào hỏi. Lễ phép là duyên cái gì? À, cái mặt cứ ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, mỏ nhọn. Có duyên theo mỏ nhọn, không có giỡn đâu mấy ông. Nên thanh niên thiếu nữ đâu mà xấu, đừng có mặc cảm, đừng có ngại, mập cũng đâu không sợ nữa. Trời ơi, cái duyên nó đã có duyên rồi, dù mập ù đi chăng nữa cũng có công tử đến tìm. Còn nó đã vô duyên rồi, dù đẹp như hoa hậu cũng không có ai thương. Quý vị coi ca sĩ có nhiều người nổi tiếng thấy ghê luôn, mấy vị coi nó có vợ có chồng gì đâu, cuối cùng vẫn là sống đơn độc, thấy không? Tại vì cái duyên họ đó, họ làm mắt hết trơn rồi. Họ nghĩ rằng nhiều người quý mến họ quá, bây giờ lấy một người là sẽ mắc hết tất cả. Cuối cùng họ cứ đeo theo cái đó mà họ xài duyên hết. Sau này cuộc đời của họ cô đơn quạnh quẻ một mình, thấy không? Nó nói là khổ gì bằng khổ kiếp cầm ca, thấy không? Nó, nên từ nơi đó mà người thấy đi tu là ngon. Tu là duyên về. Bây giờ những đức quý vị thấy duyên về chưa? Chúng sanh khắp nơi nơi đang ngồi đây gì chứ, bao nhiêu người đang nghe pháp á, bao nhiêu người đang đeo máy niệm Phật á, thấy không? Duyên vậy là quá đặc biệt rồi, thấy không? Đó, đẹp đâu, nhìn mặt nó đẹp gì đâu. Vậy mà tại sao tao thích, không? Đó. Ồ, có nhiều cô mà đến gặp mình nói mình mắc cỡ luôn á. Có nhiều cô mới gặp mình mà mình mắc cỡ luôn á. Có nói trời chào thầy. Con ước ao con gặp thầy bao nhiêu năm tháng đó. Nói bà làm gì dữ vậy? Trời là trời, bà làm tôi mắc cỡ cũng chết luôn. Tôi nói thiệt luôn á. Ồ, tôi nói thiệt với bà là tôi nói thiệt chứ, ngày xưa tôi mà cô té, tôi nhậu nhẹt tôi té mà con chó nó không liếm tay tôi, bà làm gì mà dữ vậy trời. Biêu xấu của tôi quá. Nó không phải, con nói thiệt lòng người thầy, ngày xưa sao thầy cũng biết. Nhưng mà con nghe pháp của thầy con đỡ buồn, đỡ khổ, con cảm ơn thầy. Nó thiệt chứ con ước gặp thầy, bây giờ bữa nay con gặp thầy con mừng quá, mừng. Kinh khủng không? Lạ chưa? Mà nhìn đẹp chứ không phải xấu. Nhưng ngày xưa mà mình chưa đi tu là mình gặp là cũng mê liền chứ không giỡn đâu. Mà giờ trời gặp mình ngưỡng mộ thấy ghê trời. Trời ơi, vậy mà thầy chứ con bắt tay thầy một cái nào. Tay này kỳ cục lắm, bắt kỳ nữa. Chứ ngày xưa mà khỏi cần kêu nó đưa tay nắm cái có. Kinh khủng không? Mấy ông thấy lạ chưa mấy ông?
Trời tu chứ sao duyên kỳ cục ghê. Mấy nhỏ con gái đòi bắt tay không. Còn ngày xưa mình đòi bắt tay nó nói thứ gì mà xấu quá gì. Ngộ không? Tu sao nó đổi ngược lại lạ ghê á. Hiểu không? Ngày xưa bây giờ mình rủ mấy cô gái chụp hình á, rủ nó mà nó chịu chụp. Mặt xấu quắc, chụp trái hình. Bây giờ có nhiều cô cứ gặp là đó. Thầy trước cho con chụp tấm hình được không? Cho con chụp tấm hình được không thầy? Trời ơi con Diễm muốn tí ghê con được chụp hình với thầy trong bộ mình đó. Trời nó mắc cỡ gần chết được. Nói thiệt cái mình là cái dạng mà nghèo nàn đứng lên quý vị. Ngày xưa đó từng hai lúa quê mùa không ai ngó ngàng tới. Mà bây giờ nói những câu nói mình thấy nó không phù hợp với mình chút nào. Mình nói trong bụng mình nói trời là trời với tôi là chụp bao nhiêu voi cũng được. Làm cái gì mà quan trọng dữ vậy? Tôi nói thiệt tôi không thấy tôi quan trọng chút nào. Mà tại sao họ quan trọng mà gọi là cô Diễm Phúc ghê mới được chụp với thầy. Nói thôi tôi mắc cỡ. Mắc cỡ cũng chết luôn. Nói đâu. Mà có nhiều bà mới chụp nó dựa dựa nè. Nhưng Đức nói khỏi cần dựa đại đi đâu có sao đó. Tôi thấy tôi không có cái gì quá quan trọng với tôi nói thiệt luôn á. Nói đây là nói thật lòng đấy mấy anh em luôn. Nó thật sự là mình thấy mình không có được gì hết trơn á. Nhờ học Phật thôi. Chứ làm cái gì mệt quá. Rồi có nhiều người đội mình thấy mình không có được như vậy. Có nhiều người ta nói thầy vuốt cái vai giùm con đó. Đỡ nhất những đứa nói những đứa mà vuốt là cô liệt luôn chứ cô biết đừng có đó mà hết nhớ. Cô đừng có mê tín là vậy. Những đứa cái tay những đứa nó kỳ cục dữ lắm. Cô biết rằng những đứa vuốt đâu là nó liệt ở đó đó. Cô cứ nghe cái miệng được rồi đừng có đụng tới cái tay những đứa nghe chưa. Cái tay này nó kỳ lắm, từ xưa tới giờ nó bậy bạ lắm, nó không có linh nghiệm đâu. Cô lựa mấy cái tay nào mà ta tu từ nhỏ tới lớn đàng hoàng. Còn cái tay tôi nó không có đàng hoàng, tôi vuốt bậy bạ nó liệt sập nhách tôi chưa. Thôi cô tránh giùm tôi đi cho tôi nhờ. Tôi có được gì đâu nghe. Nói thì thấy không? Không, cái này là nói thật lòng trước công chúng quý vị không nhận không? Ý nói là mình không phải như vậy. Mình là nhờ học Phật, nhờ Phật. Quý vị là được lợi ích là nhờ cái pháp của Phật. Chư Tổ Sư Bồ Tát dạy. Và những đức lấy lại, những đức chia sẻ cho vị nghe thôi. Còn những đức cũng có khác gì quý vị đâu. Cũng là phàm phu trai, đói bụng thì ăn cơm, buồn ngủ thì đi ngủ vậy thôi. Cũng thèm muốn ăn uống cái này kia, cũng thích bạn đẹp, cũng không chịu mình xấu, cũng y ran quý vị có khác gì đâu. Chúng ta hãy làm một con người tự nhiên đi hả, chứ đừng nên làm con người gì cao xa nhé. Các chú các cô về đây mình tu á, mình cố gắng mình duy trì một cái hạnh phúc của một gia đình từ khi là mình hết nợ nhau. Có duyên mà không có nợ thì cũng không ở bên nhau được. Mà có nợ mà không có duyên thì không gặp sao mà sống với nhau, đúng không? Nên duyên nợ nó phải đủ thì mới gặp nhau. Nên ở chung nhà là duyên và nợ mới ở chung nhà. Nên đừng có bao giờ mà mình đã học Phật rồi mà mình đi làm đồ này kia mình lăng nhăng tầm bậy tầm bạ, không có hay, không có đặc biệt nữa quý vị. Thôi giờ mình muốn về cực lạc mà, muốn về cực lạc mà, thôi một chồng một vợ mình niệm Phật đi để về cực lạc. Rồi nếu như mà người ta bỏ mình thì thôi. Tại vì người ta bỏ mình thì thôi được rồi. Bây giờ ví dụ như bây giờ người ta bỏ mình cũng nói mấy câu. Vợ chồng có duyên có nợ có con cái thôi. Giờ anh hay em gì quyết định bỏ tôi thiệt vậy hả? Dù gì cũng có tình có nghĩa chứ gì đâu mà nói bỏ cái một gì cục với chợ. Thấy không? Suy nghĩ kỹ đi. Bỏ thiệt không? Là bỏ thiệt. Suy nghĩ kỹ đi, 3 ngày sau trả lời được không? Không? Mình nói rất bình tĩnh. Không có 3 ngày, bữa nay tôi quyết định tôi tính lâu dữ lắm. Ồ, vậy là tính lâu dữ lắm hả? Vậy là không có hối hận gì chứ, phải không? Nó chỉ hối hận. Bỏ được tôi mừng chết hối hận. có gì đâu hối hận. Vậy hả? Gì đâu mà vô tình giữ cái chợ. Nhớ cũng chung chăn sẻ gói cũng thương quá trời luôn mà sao nay tự nhiên sao mà đành đoạn kỳ vậy á. Xưa vậy bây giờ chán mà bỏ. Thiệt hả? Thiệt hỏi hoài. Hiểu chưa? Hỏi hoài chứ. Nhỏ nó sống vòng vo tâm quá thiên ghê.
bỏ là bỏ à, vậy tôi yên nghe, nhớ bỏ rồi thì mai mốt mà lo mình cho tốt đi chứ, tôi có nơi nương tựa đó. Gì nương tựa? Nương tựa ở đâu? Chùa. Chùa yên tâm. Nên là tôi nói thiệt với ông á, mấy năm nay tôi làm vợ ông cũng sanh con đẻ cái cực quá trời. Hồi xưa nói thiệt với ông, do tôi không biết Phật pháp nên tôi mới dính vô tình cảm mà tôi làm vợ ông thôi, chứ nếu mà duyên tôi mà gặp Phật pháp sớm chắc tôi cũng không có đi có chồng đâu. Mà tôi thấy mấy cô ở trong chùa sao thoải mái quá trời, mà từ khi tôi lấy ông tới giờ tôi thấy tôi khổ quá, mà đẻ mấy đứa cực cũng chết luôn. Tôi thấy bây giờ thôi, đến lúc chắc là tôi hết nợ ông hay gì, ông quyết định bỏ tôi đúng không? Nhưng mà cũng tội nghiệp cho mấy đứa con thôi. Nó nhưng mà thôi, ông quyết định vậy thì thôi. Tôi từ hôm nay tôi sống vậy, tôi nuôi con, rồi tôi đi chùa lay rai, rồi con lớn hết trơn rồi lúc đó tôi vô chùa chắc tôi đi tu. Ha. Nên nói chuyện nó từ tốn, nó nhẹ nhàng nha. Cái kiểu đó là định đó nha quý vị. Định từ con Phật hiệu mới nói chuyện được vậy đó. Nó quá bình tĩnh rồi. Cái đó là quyết định là cảm thấy mừng khi nợ trả xong á, chứ không phải là kèo nào gì đâu. Nhưng mà muốn cho người ta cơ hội, để người ta sau này người ta đừng có nói mình tại sao dễ phũ phàng. Vừa nói bỏ cái là bỏ liền, tôi thử bà này kia mất công đúng không? Mình đã nói rồi cho 2-3 ngày suy nghĩ đi mà ta không cần suy nghĩ nữa, vậy là có nghĩa là thật sự mình đã trả nợ xong rồi, hiểu không? Còn nếu như mà ví dụ như á, vợ chồng mà đến với nhau mà mình lại có cái tâm mà không phải á, thì mình nên sửa đi. Nên sửa. Nó giống như có một cái chú này, ổng thương vợ ổng dữ lắm. Mà vợ với chồng bởi vì như Đức nói mà đi làm xa đi, đúng là nguy hiểm ghê. Đúng không? Cái tự nhiên bà vợ bảo có bạn khác. Chồng biết được, chồng nó cũng sắp xếp im xuôi chứ, rồi nó không muốn chi cứu sự việc gì chứ. Nhưng mà người vợ không có sửa, mình sống vậy nó vô tình không hay. Nên mà nói mà vợ chồng không có con cái gì chứ, có quan niệm ta nghĩ gì nè, giống như bạn bè tầm bậy. Nó là vợ chồng là vợ chồng, nó dù có con nó cũng là vợ chồng chứ, sao mà bạn bè? Duyên nợ nó dày hơn, còn bạn bè nó cạn hơn, hiểu chưa? Nó vợ chồng là được cha mẹ hai bên chấp nhận. Nên người ta ở Trung Hoa, người ta khi làm đám cưới không, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Ý nó là nhất bái thiên địa là nhờ chờ đất chứng minh cho đôi vợ chồng này sống trong năm hạnh phúc. Nhị bái cao đường là cha mẹ sinh mình ra, nuôi mình khôn lớn bây giờ. Đến với nhau làm vợ làm chồng được cha mẹ chấp thuận hai bên. Rồi phu thê giao bái là cả đời tôn trọng nhau, biết lắng nghe nhau để sống hạnh phúc. Ba cái lễ đó nó hay lắm, hiểu không? Chứ không phải không có lễ đâu. Đó, vậy thì cái duyên vợ chồng nó dày hơn dù là nó không có con. Chứ đừng có nói rằng là vợ chồng không con như bạn bè, rồi mình muốn ra ngoài mình cặp ai mình cặp, điều đó mình không có đúng với cái đạo đức làm người, hiểu không? Nó nên từ nơi đó cái thiệt thòi vẫn là mình khi hết phước duyên, khổ dữ lắm nghe chưa. Nó nên mình là người phụ nữ có một chồng là đủ rồi, còn mắc chồng rồi thì ở vậy đi mấy bà. Hiểu chưa? Mấy bà muốn bận biệu không à, rảnh mấy bà không chịu đâu, hiểu không? Rảnh rỗi đi người ta niệm Phật đi, rảnh rỗi có thời gian đi đến chùa hộ pháp làm công quả ngon. Mấy bà rảnh quá là đây nè, nhiều chuyện làm tôi bắt làm công quả bao la rồi, chùa mới kìa, bến đi. Nó nên từ nơi đó mà mình tiếp nhận Phật pháp rồi, mình đối với cái chuyện vợ chồng mà đến với nhau toàn là mình hiểu về duyên nợ nha. Nhớ có duyên mà không có nợ không ở bên nhau, có nợ mà không có duyên cũng không được ở bên nhau, hiểu không? Vậy thì nếu mà đã là hết duyên hết nợ thì đừng nên lôi kéo nhau làm chi cho nó mệt. Nhưng mà cái tâm mà nó còn nợ còn duyên dễ biết lắm, vì nó còn vướng víu, hiểu không? Nó còn vướng víu, hai bên nó còn lưỡng lự, là cái này là nó còn duyên còn nợ nè. Nếu mà mình làm sai cái là đời sau nó gặp lại nữa, cái nghiệp duyên nó kéo lại, hiểu không?
Còn có những người nợ đã trả xong rồi mà người này còn thiếu nợ người này, thì cái người nợ trả xong rồi họ không còn thương nữa, mà cái người còn nợ người này thì nó dính mắc, thấy không? Nó đeo theo, nó nài nỉ. Ví dụ như giờ chồng này còn nợ vợ, thằng vợ này thằng vợ này nó giống như nó quyết định bỏ chồng, nhưng mà thằng chồng thì còn nợ, thấy không? Thì bắt đầu là thằng vợ thì nó vứt bỏ, nó không cần để ý tới nữa. Nhưng mà thằng chồng theo: em ơi em, cho anh cơ hội đi em ơi em. Theo tụng kinh hoài vậy đó, tụng kinh rù rì rủ rỉ hoài, thấy không? Nhưng mà có khi cái nợ cái lúc đó hết là nó nghịch cảnh, nhưng mà nó còn cái nợ thì một ngày nào gặp lại có không? Có mà. Có những cặp vợ chồng chia tay rồi, nhưng mà tự nhiên lúc đó nó không thương nhau, nhưng mà nó cách nhau chừng nửa năm, năm sau nó gặp lại thương nhau lại. Nó là nó trong cái đoạn đường đi nó gặp trở ngại giống ổ gà, nhưng nó qua ổ gà nó chạy đường bằng tiếp tục. Đó, có trường hợp đó nữa đó. Nên cái nhân quả nó rất là phong phú. Nên quý vị học Phật rồi, chỉ cần dùng hai chữ tinh sâu nhân quả là nó bao quát hết trơn. Tại vì tinh sâu nhân quả thì tất cả việc gì trong cuộc đời nó giống như lề lớp, cũng như là cái tuồng hát vậy đó. Cuộc đời mình cũng như là một tuồng hát sắp đặt sẵn vậy đó. Mà cái sắp đặt sẵn này là do cái nhân mình tạo, cái quả mình chịu trong cuộc đời, hiểu chưa? Cái nhân mình đã tạo làm sao là cái quả mình gặp y răng vậy luôn. Nên gọi là lề lớp là do nhân quả đã tạo. Nên cuộc đời của người mình đừng bao giờ nói rằng tại sao cuộc đời tôi xấu số, xui xẻo. Nói tầm bậy. Nhân tạo mà xấu số, xui xẻo gì? Rồi xong ông trời sao bắt công? Tôi thiện mà, không có bắt công. Nhân tạo quả chịu. Đã từng không tu phước thì đời này nghèo, đừng có than vang. Người ta ác nhưng mà ta có phước thì người ta giàu. Đừng bao giờ trách người ta tại sao nó ác mà nó giàu. Ông chờ ư, sao ông còn nịnh nhà giàu, ông chờ ư. Không phải nịnh đâu mà là do nhân quả chứ nịnh cái gì. Hiểu chưa? Các vị thấy đi đến đây nghe gì nó thông cái tâm không? Qua thông cái tâm luôn á chứ. Nên từng chủ nhật nào cũng phải nghe. Nghe hoài để bồi dưỡng, nghe chưa? Đó, nên có nhiều người ta đến ta nghe gì ta nói ôm thầy này giảng hay, giảng đơn giản dễ hiểu. Vậy nên trong nhà Phật nói chi xa vời chi. Phật dạy mình hãy tin sâu nhân quả đi. Muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Nếu mà Phật giải thích về hai chữ nhân quả này thì từ địa ngục cho đến Phật Bồ Tát luôn, từ địa vị của phàm phu trong tam đồ mà cho đến khi quả vị Phật, chỉ có hai chữ là nhân quả thôi. Hiểu chưa? Nên cái nhân cái quả nó bao gồm hết trơn rồi. Nên có khi mà hai chị em tuổi bằng nhau, sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, vậy mà ngộ tay con nhỏ này có chồng thì chồng thương, nâng niu, chiều chuộng. Chồng con nhỏ nó la cái chồng đi ríu, không nói tới câu luôn. Kêu sao chồng làm vậy à? Mà con nhỏ này đẹp con nhỏ kia luôn, mà lạ tay lấy nè, mà thằng chồng lùng hô xấu, rụng răng. Nhưng mà thằng chồng này nó quýnh á đạn, mà con nhỏ này không bỏ được. Người ta hỏi vì sao em không bỏ được thằng này, nó không biết tại sao. Có khi mà gặp nó tức ghét nó vô cùng. Như vậy mà nó đi đâu một ngày mà không gặp nó là buồn. Đó, đó, có không? Cái nghiệp này ghê lắm á, không có giỡn đâu à. Nó đi đâu cái là buồn, là lo. Đó, 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 đó. Cái nợ nó kinh lắm á, không có giỡn đâu nghe. Hiểu được cái nguyên lý này vì mới thấy nhân quả ghê chưa. Nó hoặc là bây giờ sao mà chồng nó đánh te tua tả tơi mình chứ. Vì mình đã từng đánh nó. Mình đã từng đánh nó rồi. Nên đời này gặp nhau là mình trả nợ bị đánh lại. Nên những đức thường nói câu là thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nên nhiều cô nói trời cái câu này gì đâu mà nó khoái gì đâu, thích gì đâu. Tại vì sao? Thì thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. An tâm mình là cầu an, không giận người là cầu siêu. Quý vị thấy phù hợp không quý vị? Gọn thôi. Đi chi vòng vo tam quắc cho nó xa vờ. Nên Đức Phật rất chú trọng giáo dục. Là vì mỗi một con người nghe được giáo dục nên được an tâm thì là cầu an. Phật nói trong kinh: trước chưa lợi mình sao lợi người. Mình không được an mà đi cầu an cho người ta được quý vị.
Mình mỗi ngày nó nặng nề lo âu đủ chuyện, rối bờ trong tâm. Mà mình đi cầu an cho người ta có lý đó không? Không bao giờ có được cái lý đó, chắc chắn luôn. Thì bình tĩnh suy nghĩ đi. Tất cả những người học Phật chúng ta hãy suy nghĩ kỹ đi. Bây giờ bản thân mình không có một miếng đồ ăn nào chứ lấy gì cho người ta ăn. Mình có ăn mà phải dư ra và chia cho người ta mới được. Chứ mình không có miếng gì ăn sao chia cho người ta đây? Sao cho người ta? Nên an tâm mình là cầu an 100%. Vì sao? Tâm an thì cảnh an, tâm bất an thì toàn bộ cảnh bất an. Cái tâm mình mà đã là an rồi thì mình thấy cái gì cũng là an tâm hết. Mà người ta thấy mình người ta cũng an tâm thì là cầu an. Thật chất tiếp nhận giáo dục, tin sâu nhân quả, không buồn giận người để trong tâm. Đây là chỗ thật sự cầu an và cầu siêu. Cái chữ siêu á là không phải cái bên ngoài. Cái chữ siêu này là cái chữ buông xuống những cái thứ buồn giận. Khi quý vị mà buông xuống những thứ buồn giận phải là an lạc không? Mà an lạc là cực lạc thì là quý vị là cầu siêu rồi. Còn bây giờ cái thứ gì cũng chấp nặng nề phiền não hết trơn thì làm sao đi cầu siêu? Chúng ta chỉ là ghi tờ giấy thì làm sao giải quyết được vấn đề? Theo những đức nghĩ rằng thờ Đức Phật còn tại thế chứ không có ghi cầu an cầu siêu đâu. Chứ không có. Quý vị thấy rằng là khi phim thờ Đức Phật này kia, quý vị không có thấy cái chuyện ghi cầu an cầu siêu, đúng không? Nhưng đây là một cái phương tiện để dẫn dắt người ta tu thì đúng. Dẫn dắt người ta tu là đúng. Nên chúng ta mà đi chỗ này chỗ kia mà ghi giấy, đi đến chùa nào cũng để tùm lum. Cái chỗ này quý vị đi nhiều chục năm nó cũng không có kết quả. Tại vì chính bản thân mình chưa an làm sao cầu cho người ta, mà chính bản thân mình nhiều thứ rắc rối buồn giận sao cầu xíu. Không có nguyên lý đó đâu. Nên chúng ta nên chân thật tiếp nhận giáo dục đi quý vị. Để mỗi một con người chúng ta là người học Phật á, mình có được niềm vui và có sự bình an trong mọi hoàn cảnh. Sống trong cái cuộc đời này thì mưa nắng thất thường, nay này mai nọ, bữa nay thuận ngày mai nghịch, bữa nay khỏe mai bệnh. Cái chuyện ở cái cuộc đời này nguyên lý đó là quá tự nhiên và bình thường quá. Vậy thì chúng ta trong hoàn cảnh nào cũng cảm thấy mình cũng sống được chứ. Khỏe cũng được mà bệnh cũng được. Vì khỏe hôm nay ngày mai bệnh, bệnh bữa nay ngày mai khỏe. Có những khi những đứa cũng bệnh như thế không? Ho quá trời luôn, hôm nay khỏe nè. Thì ho lâu nhất thì ho 1.5 tháng, nửa tháng. Nói xong cũng khỏe à. Nhưng Đức thấy những đứa ho 1.5 tháng, những đứa cũng có xuống ý gì đâu. Mà ngày nào những đứa cũng thuyết pháp bình thường, cũng nói chuyện bình thường, gặp người bình thường, không có gì chứ. Những đứa thương lượng với cái cần cổ. Những đứa nói tối ho. Rảnh không có làm việc, tối ho. Thì cần cổ nó cũng tương đối được. Rồi có khi có nhiều bữa chia sẻ Phật pháp nó ho mấy tiếng, những đứa để y tinh không có cắt. Vì sao? Vì nhiều người coi mình đã thấy nó động tâm mà nó cúng dường. Thấy tội nghiệp quá, thầy giảng tội nghiệp. Thôi cúng dường cho thầy chút đỉnh để lo cho các cụ đỡ lo, để cho thầy đỡ lo. Rồi thêm nó thấy tội nghiệp quá mà cảm động mà nghe pháp, cố gắng nghe để mà hành trì. Cảm ơn, nghe không? Ho mấy tiếng nó cũng nghĩ gì người ta. Rồi giữ lại mấy tiếng luôn để cho người ta cảm thấy đau lòng, xót dạ một chút. Có cái hay không giỡn đâu. Nên đúng ra những đứa cắt mấy cái ho bỏ, nhưng mà những đứa kêu để đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng niệm niệm gì người là phước đức. Niệm niệm gì mình dù có việc tốt cỡ nào cũng là tội lỗi. Vì mình là ích kỷ, vì người mới là thật sự tâm của Phật Bồ Tát. Cứ nghĩ gì người ta đi. Nên nó rõ ràng rằng 1.5 tháng những đứa bị ho, từ khi lễ vía Quan Âm xong mà khoảng 10 ngày sau hay ho. Bằng đêm là thường là cứ 12 giờ khuya ho cho tới 1 giờ. Cứ ho hoài vậy đó. Nhưng mà cần cổ nó cũng biết chuyện ghê. Nó dồn hết cả ngày lại 1 tiếng ho bằng đêm ho. Không có làm việc gì á, rảnh.
Chứ tiếp người ta mà ho hoài người ta cũng sợ Covid. Đúng không? Đó, nên quý vị thương lượng với bản thân được á. Nhớ từ đầu cho tới chân chỗ nào cũng có quán thân trái chủ đeo bám bên trong. Nên chỉ cần bệnh đau diện gì dịu xuống, đừng có tâm diệt người ta, đừng có tâm giết người ta, hiểu chưa? Đừng dùng hai chữ diệt khuẩn, đừng có tâm diệt. Đạo Phật không có cái diệt mà là tha thứ, khoan dung, thì nó là quá giải từ tâm. Đó cũng là một chúng sanh quý vị. Mình với người ta có duyên thuận và nghịch, có thuận và có nghịch thì mới có gặp nhau trong cuộc đời này, hiểu không? Nó không có thuận, không có nghịch vậy chúng ta không có duyên. Nó không thuận mà cũng không nghịch vậy sao có duyên? Đi ngoài đường cũng không thấy nhau, thì không có duyên là không thấy. Chúng ta đi ngang một người nào mà chúng ta liếc mắt nhìn người đó một cái là có duyên á. Mà chỉ nhân duyên vậy thôi. Cười một cái nữa cũng có duyên, mà chỉ có một nụ cười như gió thổi mây bay, đúng không? Còn nói chuyện được vài câu là cũng được. Rồi ngồi với nhau ăn cơm chung là dày hơn. Rồi gặp nhau kết bạn để tu thì quá đặc biệt. Còn ngồi nghe pháp thì tuyệt vời. Hiểu chưa? Ngồi nghe pháp mà cười mà còn chịu vỗ tay nữa thì quá tuyệt vời luôn. Nên từ nơi đó thì biết rằng là gặp nhau mà sanh tâm quan hỷ thì thôi quá tuyệt. Nên gọi là ở thế giới cực lạc là thượng thiện hội tụ một nơi. Vì sao gặp nhau sanh tâm quan hỷ không à? Thấy thoải mái vô cùng. Nó không có cái áp đặt từ tâm, có một cái gì nó nặng nề. Cái từ trường của một con người mà nặng nề từ tâm, mình gần họ nặng như lắm. Còn cái từ trường của họ có nói những điều giống như họ dính đâu này dính đâu kia, nhưng tâm họ rỗng rang, quý vị vẫn thấy nhẹ nhàng, không có gì nặng nề chứ. Còn con người họ không nói câu nào chứ mà tâm họ bên trong nó nặng nề. Tại vì cái tâm nó cảm từ trường cao độ, và cái tâm nó mới phát tần số mà gọi là thiện ác mạnh nhất. Còn cái bên ngoài nó chỉ là cái hình thức thôi. Nên nói rằng là miệng ác, tướng ác, quơ tay quơ chân ác, nhưng mà tâm thiện vẫn là tốt. Miệng thiện, người tướng tá thiện, nhưng mà tâm lại ác, cái này mới đáng sợ. Đáng sợ. Chúng ta coi cải lương, coi phim, coi kịch, quý vị thấy không? Có những người họ nói chuyện rất là dễ nghe, dễ thương, nhưng mà họ lại là ác tâm. Cái này mới là đáng sợ, đúng không? Có những người người ta ban thẳng là vậy mà ta không ác tâm. Nên từ nơi đó mình là người tu, mình phải cảm giác được cái điều thiện và ác, nhận thức cho sâu. Nên một con người mà vừa gặp mình mà họ lấy lòng mình dễ quá, vừa gặp mình mà họ nói quá ngọt ngào, ăn khách vô cùng, thì cái này chúng ta là người học Phật phải bình tĩnh lại liền, phải từ từ lại. Tại vì sao? Vì cái người này sao đến với mình nó mau quá. Mình vừa gặp họ mà giống như mình quá khứ là ngưỡng mộ họ rồi. Cái này là cái điều gì quá dội dàng, hiểu chưa? Nó đều phải có thời gian. Thời gian mới gọi là biết được lòng người, từ từ. Nên chúng ta biết nhau có khi 5-7 năm nay, ít gì cũng từng chủ nhật nào cũng ngồi học tập, và ngày nào cũng học tập chung. Có những Phật tử nói rằng lúc trước con cũng nghe thầy khuyên niệm Phật, con đi vòng, con đi đầu này đầu kia, con thấy niệm Phật hoài, con thấy được cái gì. Cuối cùng con đi vòng vòng, con đi vòng 2-3 năm, hai ba năm con quay lại con gặp thầy, con thầy cũng nói y ra như ngày xưa nữa à. Xong cái con tu được nửa năm năm cái xong con thấy sao cũng có được cái gì, con thấy thôi con đi, con nghe nói cái gì đó đặc biệt quá, pháp nào đặc biệt quá, thôi để con đi kiếm con học. Học nữa thì 2 năm sau con quay lại con cũng thấy thầy nữa nói y ra như ngày xưa luôn, cũng như là 4-5 năm trước thầy nói vậy, 4-5 năm sau thầy cũng nói y ra vậy luôn. Con thấy ủa công nhận thầy này sao ông kiên trì thiết gây chợ, ông nói hoài mà không nhàm hay sao? Sao mà ông nói hoài có Phật hiệu, sao ông nói hoài hay à? Tôi sao tu 1-2 năm là tôi thấy tôi chán à, bỏ cuộc. Thì Nhân Đức nói rằng nếu như Nhân Đức cũng vậy thì Nhân Đức cũng như quý vị thôi, cũng là dòng do tam quốc thôi, có được gì đâu. Thôi tu môn nào cũng được, chỉ cần chuyên một môn là tốt nhất. Dễ hành trì, dễ dạy người, mà mình tu dễ, khuyên người dễ. Câu Phật hiệu cứ nhắc mình, bây giờ không có nói gì cao xa, chỉ cần niệm câu Phật hiệu là thấy cũng thiện rồi. Thí dụ như bây giờ quý vị chuẩn bị hại ai đi, quý vị niệm lên A Di Đà Phật, tức khắc cái tâm nó chào, niệm Phật mà hại người ta gì chặt, đúng không? Câu Phật hiệu nó hay chưa? Dù mình chuẩn bị hại ai mà chuẩn bị mình làm điều gì xấu mình, A Di Đà Phật, chào chào,
Di Đà Phật, A Di Đà Phật hay kỳ cục. Thấy con Phật hiểu hay chưa? Tại vì chữ Phật là chữ giác, mà danh từ A Di Đà Phật nó gọn ít quá, nên mỗi ngày của mình là câu A Di Đà Phật là nhắc mình. Ví dụ mình chuẩn bị mình đuổi cha mẹ mình ra đường đi, mình A Di Đà Phật, chắc 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 niệm Phật mà đuổi cha mẹ kỳ quá, đúng không? Rồi đó nó cảm giác cao độ, đúng không? Đó, niệm Phật là vậy đó. Rồi mình chuẩn bị, ví dụ như mình đi ra ngoài đường, mình có chồng rồi mình gặp trai đẹp, tự nhiên mình muốn lấy trai, giấu chồng mình lấy trái, cái mình A Di Đà Phật, nó chắc chắc niệm Phật bây giờ lấy trai kỳ quá trời kỳ vậy. Thôi không có được đâu, thôi 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 thôi, thầy giảng hoài mà kỳ quá, muốn quá mà thôi thôi, nghỉ. Không được đâu, thấy không? Tại vì mình niệm Phật, nó cái tự nhiên cái câu Phật hiệu nó giúp cho mình sáng. Là mình nói, chồng mình nó cỡ nào cỡ cho nó có sida, biết đâu mấy cái thằng khác sida làm sao, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vắng hơn. À, hay niệm Phật hay không? Đó, nên những đức khuyên quý vị, thôi mình biết tu rồi, có duyên gặp nhau trong cuộc đời này thôi, có duyên có nợ thôi, trả người thôi, để mà niệm Phật sanh cực lạc đi, mình lôi ra chi cho nó mệt, không mấy bà. Nghe không? Mà chồng ta nghe gì ta thích lắm nha, dạ vợ ta gì ta thích, nghe không? Lỡ mình lấy chồng lùng mà hô mà xấu quá thì mình nói thôi, phước duyên sao nhận vậy ha. Củi tre dễ nóng mà chồng xấu dễ xài, mình nói với lương tâm mình thấy nó thoải mái, hay không? Nói, chị Tư chồng chỉ đẹp mà nó lăng nhăng chỉ khổ thế ghê, tuy là chồng mình nó hơi xấu một chút nhưng mà nó không có biết nhìn ngó ai, rồi cũng không ai nhìn ngó nó, nhờ vậy mà yên tâm đi làm gì, bỏ thí bỏ đại cũng yên tâm. Chứ chồng của chị Tư mà đi đâu xa xa một chút là chỉ lo. Chị có điện thoại cho nhà bạn bè hỏi có ghé không, chỗ nào không, chỉ lo thấy ghê. Còn chồng của mình bỏ đại bỏ càng mà nó cũng lết về nhà. Nó đi làm mệt về mà nó còn biết dọn dẹp nhà cửa phụ mình. Nó biết thương mình, kệ nó xấu một chút. Nhưng mà yên tâm, khỏi lo. Do mình không biết đủ nên cuối cùng mình tạo ra cái việc tầm bậy. Ha, tạo ra cái làm tầm bậy để mà mình khổ đau. Cái tâm nghĩ của mình nó là do gì mình cái nghiệp duyên mình không có quyển chuyển được, nên mình mới bị dính vào những cái lỗi lầm sai lầm. Nhớ đó. Thì thấy những điều như Đức chia sẻ không? Có gì không? Không có gì câu xa đâu. Vậy mà tại sao ta nghe ta vỗ tay sùm? Không biết vỗ tay chuyện gì luôn. À, như vậy Phật Pháp là đơn giản đúng không? Đó, Phật Pháp là đơn giản. Nên người ta có cho Phật Pháp là một cái đỉnh cao gì á. Đỉnh cao làm sao lấy? Đỉnh cao làm sao lấy? Phật Pháp từ bi. Cái bánh của Phật Pháp á, là để đó đó. Con ăn không? Ăn, con lấy ăn đi. Còn mình nói cái bánh Phật Pháp là để trên lóc nhà. Lóc nhà sao lấy? Trên mây á, mây sao lấy? Dưới biển á, xuống dưới cái mặt sực mình á. Phật Pháp từ bi để trước mặt đó, ăn đi con. Ta không muốn con mất thời gian nhiều, ăn đi. Nó có một tình độ là bánh đó, ăn đi. Nên tôi đem những văn tự dễ hiểu nhất chia sẻ đó. Nên tôi mong tất cả những người học Phật học đơn giản đi. Dù mình có hiểu biết nhiều gì, hãy cho nó qua một bên đi. Một tạ lý thuyết cũng bằng không bằng trăm mà ra thực hành. Thực hành đi. Nên chúng ta cả đời là một con người đơn giản thì sống thọ. Là một người cao xa thì coi chừng bị giết đó. Đơn giản đi. Nghe không? Nó cả đời làm con người đơn giản bình dị nhất thôi. Vì thấy không? Những đức thường đi một mình phải chưa? Đâu ai theo đâu. Theo gì hả? À? À, theo gì? Nó sợ người ta ăn hiếp thầy. Tôi mà ăn hiếp tôi. Vịnh mặt tôi chạy mắt dép ăn hiếp cái gì? Tôi không hù người ta thôi chứ ai hiếp tôi. Mặt này hù ngày xưa quá trời người ta. Bây giờ ai dám hù tôi mới sợ. Có gì đâu mà sợ. Không có gì để sợ hết chứ, đúng không? Chúng ta là đến đây không có cái gì thì ra đi cũng không có một cái gì chứ. Chúng ta chỉ làm những việc gì trong cuộc đời mình đã thấy ý nghĩa thôi. Nhưng Đức thấy rằng cuộc đời như Đức nuôi người già là ý nghĩa nhất.
Tự nhiên những đứa đi tu, những đứa có duyên được bao nhiêu cô để cùng chung tay những đứa nuôi người già là quá đẹp trong cuộc đời, đúng không? Đó. Rồi bao nhiêu chú, bao nhiêu thầy cùng kết hợp với đứa nuôi người già là quá ý nghĩa, đúng không? Đó. Bốn chúng đồng tu đều là gặp nhau trong cuộc đời này hay quá. Rồi ngày Chủ nhật thì bao nhiêu thầy bây giờ cũng ngồi chơi với nhau, đúng không? Cũng đặc biệt quá. Đó. Nên những đứa mong quý vị, mình gặp được Phật Pháp, mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, nó nhăn vô thập toàn, cầu toàn thì có không được. Nhưng mà cái gì cũng không được hết trơn thì coi có không xong. Hiểu chưa? Dù cỡ nào thì hình thức cũng có được một chút đi. Nên những đức nói rằng cuộc đời những đức mà nói mà không xài điện thoại là những đức thấy cái điều này là những đức thấy hay, đặc biệt cái này là nói thiệt chứ không phải là gọi là mèo mà khen chuột dài đuôi đâu. Hiểu không? Nó nhớ nha, tôi văn chương kỳ cục lắm. Tôi văn chương không ai dám đụng tới chứ. Viết văn ghê gớm lắm, đúng không? Mèo mà khen chuột dày đuôi vậy đó, văn chương gì đó được không? Nên từ nơi đó nhớ nè, chùa mình á, người ta nghe những đức giảng người ta hiểu hết á, ai ta cũng hiểu hết á. Đi đến chùa mình á, người xuất gia bấm điện thoại đâu bấm, đừng bấm trong chùa, tại vì người ta nghe những đức giảng người ta biết hết trơn. Mấy vị càng năng những đức cao lên thôi. Nhưng mà thật sự mà nói nó không hay. Những đức nói chứ điện thoại nó chỉ là một phương tiện để gọi nghe, để giao tiếp thôi, chứ nó đâu phải là một cái công cụ để cho mình xả chết. Xả chết từ nó thì chúng ta sẽ mất tình người, mất đạo đức đó, chứ không giỡn đâu. Tại vì sao? Vì chúng ta lạm dụng vào ngay nó thì chúng ta đâu có phát triển được dưới nhân sinh con người. Chúng ta là người tu hành thì nhìn nhân sinh khổ đau, chúng ta phải làm một cái gì đó trong cuộc đời này đó, hiểu không? Thì cái vai trò của đạo Phật đó là làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Dù là chúng ta không có duyên về nhưng chúng ta cũng bỏ một chút gió vào bão chứ. Hiểu chưa? Chứ bây giờ mình mà trời ơi, mình không có một chút gì chứ thì cái nhân duyên xuất gia tu đạo của mình nó uổng quá. Hiểu không? Thì ví dụ như giờ những đức có duyên chia sẻ Phật Pháp gì, quý vị có duyên ngồi, quý vị cũng là cùng chung tay những đức rồi đó. Chứ đâu phải quý vị ngồi là nghe những đức đâu. Mà cái gì hay thì mình học nhau thôi. Còn Phật tử ta thấy thầy giảng mà có nhiều thầy, nhiều cô nghe, người ta kính trọng thầy, để mình đẩy cái duyên ông thầy lên để độ sanh. Vì mình ngồi đây mình nói người ta không nghe, ông thầy nói người ta nghe, nên mình cùng chung tay với ông để giúp chúng sanh. Vậy thì quý vị coi, mình múc một miếng nước mình đổ vô nước biển thì cũng là hòa cùng biển thôi. Nó hòa tan cùng biển thôi. Tại sao mình không làm? Làm gì thì nó đặc biệt. Còn mình nghe mà mình không chịu đi, mình làm ngược là không, uổng cuộc đời tu mình không? Ổn, chứ những đức thì cũng không bị ảnh hưởng gì đâu. Những đức vẫn là những đức, tôi vẫn là tôi như thế nào, thế nào. Không có gì đâu, không có bị ảnh hưởng gì chứ ha. Đó nên á, ví dụ như anh em á, huynh muội tỷ muội gì đó mà về đây tu thì nên xem để ý lại. Tại sao mà những đức nói chuyện thẳng thẳng mà người ta thích nghe? Con người này nó có những điểm mà người ta tiếp nhận. Một là trước mắt là thằng này không xài điện thoại. Thằng luôn rồi đó. No. Hai là cái gì? Nó thẳng. Ba là nó dám làm, đúng không? Như lễ dưới Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày mà nó làm được, người ta tin chứ. Tin không tin trời. Này trước đó mưa, cuối cùng 4 ngày không mưa, nó nói thầy này ghê. Không, ta tin á, làm. Phật Bồ Tát còn phải gia hộ cho con người phát tâm Bồ Tát và Phật. Tại vì sao họ là phàm phu mà lại phát tâm Bồ Tát và Phật? Thì Phật Bồ Tát phải gia trì cho kẻ phàm phu để làm việc cái chúng sanh. Vì Phật Bồ Tát vì chúng sanh, có người vì chúng sanh thì Phật Bồ Tát gia hộ. Phật Bồ Tát không có chấp cái chuyện mà quý vị còn sai. Tại vì nhân vô thập toàn, bây giờ nó chưa làm Phật Bồ Tát thì nó còn sai. Nhưng mà nó có tâm đó, phải giúp nó lúc đó để giúp cho chúng sanh. Hiểu không? Cái cảm ứng là do tâm mình sanh ra để cảm ứng, chứ cầu ở đâu cái bên ngoài. Thì niệm niệm gì người ta là cảm ứng liền cái gì đâu, phải không? Nên từ nơi đó chúng ta được cái duyên đi xuất gia, được đi tu. Dù cho cái duyên chúng ta gặp nhau không đồng, ban đầu chúng ta lỡ đi vào con đường mà nó không phù hợp, nhưng mà chúng ta lỡ được gặp cái duyên mới, chúng ta nên xem lại. Xem lại rồi coi lại, rồi thấy cái tên này nó học Phật làm sao, rồi tự nhiên nó làm cái gì, rồi nó đi học ai, mà sao bao nhiêu con người bây giờ nghe nó kỳ cục, nó nói cái gì,
đừng có bao giờ chỉ đưa vào tư tưởng rằng văn tự của mày thô quá, hoặc là mày nói chuyện tao thấy đơn giản quá, tao học cái gì. Bậy. Nếu như mà mình ngồi mà mình nói được cho người ta nghe gì, nó cũng là đặc biệt rồi. Mình chỉ cần học cái dễ mà để mình làm cái dễ, mà người ta tiếp nhận là mình thấy cái đó nó hay rồi, hiểu chưa? Còn làm cái cao xa mà không áp dụng được thì cái này là chúng ta diệt pháp đó, chứ không phải là thịnh pháp đâu. Thịnh pháp là cho người ta làm được mới thịnh pháp, còn người ta làm không được là diệt pháp đó. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó cái sở học là mình phải quan sát, chú ý, rồi mình mà xem lại coi tình hình của nó để học tập. Vậy thì quý vị học Phật nó lợi ích lớn chứ lắm. Chứ đừng bao giờ chỉ đặt vai trò là tên này nó học lớp 3, không có trình độ. Mình nếu mà đặt vai trò vào một con người và khinh người như vậy thì chúng ta không có cái khả năng học đạo được. Nó nên Lục Tổ Huệ Năng này không biết chữ, ngài nói một câu rằng học đạo mà có tâm khinh người thì khó thế nào thành đạo được lắm. Hiểu không? Nó Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ mà ngài cuối cùng còn là tổ thứ 6 được truyền y bát, là ngay cái chỗ hành trì của ngài mà thành công. Nên từ nó đó đừng có khinh người ta. Có những khi người ta ít học nhưng mà có những việc làm người ta làm, cả người học nhiều cũng làm được như người ta. Thì chúng ta nên quan sát chú ý. Vậy thì nhất định đi một ngày đàn học một sàng khôn liền. Mình đừng bao giờ cho rằng sở học mình nhiều, mình biết nhiều, văn tự mình hiểu. Thật sự mà nói văn tự ai mà không đọc được. Những đức biết chữ, những đức đọc qua những đức cũng thuộc. Bây giờ sách vở chư tổ sư này kia, những đức đọc qua những đức nhớ hết trơn. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Tại vì những đức không muốn nói gì cái chuyện cao xa quá. Tích lọc lại gọn nhất cho vị dễ nghe thôi. Chứ nếu mà đọc những văn tự như thí dụ như giảng sanh phẩm vị nào, phẩm vị nào, phẩm vị nào, thằng thông gì, thằng thông gì, thằng thông gì, có sẵn trong kinh hết trơn. Chú giải kinh có sẵn hết. Chỉ cần đọc qua thôi, cõi chờ nào trong 32 cõi chờ, từng chờ dục giới làm sao, sắc giới làm sao, vô sắc giới làm sao, sao sao, có sẵn hết trơn. Rồi cõi tiên làm sao, sao, có trơn ở trong đó. Chỉ cần đọc qua thuộc rồi nói thao thao bất tuyệt thôi. Nhưng mà những cái việc này nó không có dính vào cái chuyện cho chúng sanh để áp dụng trong cuộc sống. Nên thôi những cái điều đó chúng ta cho qua đi, chúng ta nói những cái việc đơn giản nhất trong làm người này nè. Làm người cho nghiêm túc đàng hoàng để chúng ta làm Phật. Cái đó là cái quý vị nên chú ý đó. Chứ đừng có nói mà nghe nó trên trời dưới biển quý vị chạy theo. Áp dụng có được đâu chạy theo. Qua cái mùa dịch thôi là chúng ta không tỉnh giấc mộng đời sao? Trời ơi, lúc bình thường trước khi chưa có dịch quý vị coi thấy không? Nhiều người chạy theo ào 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 thầy này bà kia bà nọ, chạy theo hình tướng này hình tướng kia hình tướng nọ. Dịch bệnh quý vị có giải quyết được không? Có giải quyết được không? Chúng ta bị nhốt ở trong nhà luôn, quý vị không có pháp tu, giải quyết được không? Nạnh thầy, thầy là lo, nạnh trò, trò lo, đúng không? Bây giờ nên tôi mới tính ra cái chuyện tặng tượng Phật cho quý vị. Một bộ tượng đặt nó 1 triệu bạc mà đặt ngay gốc đó nghe, chứ không giỡn đâu á. Tượng Phật đẹp á, đặt từ xưa tới giờ đó. Một bộ bây giờ là đặt tam thánh không đó. Mà tặng cho quý vị là cái ý là gì sao biết không? Tặng bộ tượng Phật quý vị thờ ngôi Tam Bảo ở nhà, quý vị có cái thờ khóa tu luôn. Để lỡ như mà cuộc đời chúng ta như cái thời điểm dịch bệnh thì quý vị ở đâu quý vị cũng có cái pháp tu. Rồi những đức ngồi ở đây, những đức chia sẻ Phật pháp quý vị cũng nghe được luôn. Vậy thì chúng ta có khác gì đâu. Vậy thì nó mới là thật sự Phật pháp áp dụng trong mọi lúc mọi nơi. Còn bây giờ quý vị đi về chùa tu được mà ở nhà không tu được, vậy thì thua rồi. Nên những đức khuyên quý vị bấm vô cái trang chùa Hộ Pháp Vô Lượng Thọ, để vào cái trang Facebook đó mình đăng ký đi. Dù cho quý vị bận cỡ nào, quý vị lễ Phật nửa tiếng hồ chung với cái đại chúng nó cũng ngon. Nó tích tụ cái nguồn năng lượng cao dữ lắm á quý vị. Tích tụ nguồn năng lượng cao lắm á. Nó cứ là hai thờ cố gắng dụng công. Còn bây giờ thỉnh tượng Phật ở chùa mình an vị Phật làm sao? Đơn giản thôi. Quý vị niệm Phật lễ Phật đúng không? Phương pháp tu chính của chúng ta là gì? Niệm Phật lễ Phật đúng không? Như thì an vị Phật làm sao? Lấy ngay cái tiệt chiêu của mình để làm. Thì niệm Phật lễ Phật là an vị Phật. Phải không? Trời ơi. Vậy thì bây giờ nhiều người nói con là cư sĩ, con là người nữ, con làm được không? Ai mà làm không được. Ai cũng là có tâm thành Phật hết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật, ngài nói lành thay tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ của Như Lai. Tất cả chúng sanh đều thành Phật giống Như Lai. Vậy thì chúng sanh nào cũng có tự tánh, tại phàm không giảm, tại thánh không tăng. Quý vị an vị Phật là đúng rồi. An vị Phật là cái gì? Là một cái lễ. Cái lễ, hiểu chưa? Giống như bây giờ quý vị gặp những đức, quý vị kính lễ A Di Đà Phật. Đó, vậy là được rồi. Quý vị làm gì? Không lẽ bây giờ quý vị kêu những đức thầy ngồi đi. Làm gì vậy? Con rảy nước vô mặt thầy. Chơi gì kỳ quá. Sao rảy nước vô mặt thầy? Kỳ vậy con.
Không, con phải khai quan điểm nhãn cho thầy. Nó con kỳ hả? Con phải nhớ rằng cái khai quan điểm nhãn á, là thầy đem cái đạo chỉ cho con, lấy cái trí của Phật để mà soi gọi cái tâm ngu muội của chúng sanh không hiểu đạo. Chứ chúng sanh ngu si mà đi khai quan điểm nhãn cho Phật, vậy thì quý vị lên trên bàn thờ quý vị ngồi ở trên đó, lên bàn thờ ngồi trên đó đó, quý vị nghĩ đi, ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi. Cái câu này cũng là hòa thượng giảng thôi, nhưng mà quý vị hãy bình tĩnh những câu lược lại của những đức cho nó dễ nghe đi. Những đức nói dễ nghe nhất cho quý vị đó. Bây giờ quý vị mời những đức về, quý vị hỏi thầy ơi hôm nay con tu như thế nào. Những đức nói niệm Phật lễ Phật đi con, rồi ngày mai ngày mốt con thỉnh thầy về con làm như thế nào. Thì niệm Phật lễ Phật đi con, rồi cả đời con làm sao. Niệm Phật lễ Phật đi con. Rồi cuối cùng con giảng sanh làm sao. Thì niệm Phật giảng sanh chứ sao con. Dễ không? Quá dễ à. Vậy thì sao? Thịnh pháp. Đã là thịnh pháp thì sao? Thịnh pháp thì sao? Thì quý thầy không có thiếu thốn đâu, đừng có sợ. Chứ đừng có nói ông chỉ kiểu này rồi chúng tôi làm ăn cái gì. Mấy thầy cần gì đi làm ăn? Không cần làm ăn nữa. Tôi hướng dẫn người ta là người ta tự hộ trì tam bảo, chứ thầy khỏi cần đi làm ăn. Thầy muốn đi làm ăn à? Muốn là làm bậy. Thầy ở trong cái chỗ thầy ở đó, thầy lo thầy tu đi. Rồi thầy cứ hướng dẫn người ta vậy đi, thì người ta hộ trì tam bảo. Người ta cảm ơn tam bảo, mà tam bảo là nhờ ai hoằng truyền? Là nhờ thầy hoằng truyền. Nói á, pháp Phật là nhờ người hoằng truyền, chứ pháp không có chân để đi, mà chân là nhờ con người để dẫn pháp đi. Nên nhờ thầy dẫn pháp đi, người ta cảm ơn tam bảo là trong ngôi ba ngôi báo, Phật pháp tăng, mà tăng là còn tại thế, pháp còn tại thế, Phật Phật nhập niết bàn rồi, nhưng mà hình tượng Phật để soi gọi trí tuệ của Phật cho chúng ta sáng suốt. Học theo hạnh của Phật đó là một tượng thờ cúng để chúng ta nhìn vào chủ tâm ngay tâm Phật, vì tâm mình là Phật. Phát triển tự tánh của mình là nhờ chủ ngay tâm Phật, mà phát triển tự tánh làm Phật của mình. Hiểu chưa? Đó. Bây giờ tăng còn tại thế nè, thì người ta kính tăng. Kính tăng là nhờ tăng đem đạo hoàn truyền. Vậy thì người ta hộ trì tăng, cơm ăn áo bạn, cuộc sống khỏi cần lo. Thầy khỏi cần phải đi làm cái chuyện gì, mấy cái chuyện vòng vo tam quốc chi mất công. Thầy chỉ cần đem cái đạo thầy dạy người ta thôi, thì người ta cảm ơn thầy, người ta cúng thầy ăn không hết. Khỏi cần đi đâu hết trơn á. Đây là cái chuyện tôi làm 100% luôn, còn gì nữa. Bây giờ tất cả Phật tử có vị Phật tử nào thấy Như Đức đi đến nhà vậy không? Tất cả luôn quý vị có thấy Như Đức đến nhà quý vị lần nào chưa? Tôi chưa từng biết nhà ai ngồi đây. Có những người tôi biết 8-9 năm nay chưa từng bước đến nhà họ lần nào luôn. Làm gì thì có tình cảm với nhau không? Có chứ. Quý nhau không? Quý chứ. Tôn trọng nhau không? Tôn trọng chứ. Mà chơi thân không? Thân chứ. Có nghịch nhau không? Không có lý do gì để nghịch chứ. Tại vì sao? Vì có gần bao nhiêu đâu nghịch. Cái kiểu mà gần mà nói chuyện hoài nó mới nghịch á. Hiểu không? Nên xa quá lâu lâu gặp mới quý. Nên cái câu nói gần chùa ẩm Phật đi chơi, tưởng Phật hiền lành gọi Phật bằng anh. Hiểu không? Nó gần quá mà xem thường á. Nên từ nơi đó tôi có khoảng cách, bởi vì tình cảm sâu đậm, thấy chưa? Nó mới thích gặp. Nên nó trời ngồi từ xa mà nhìn. Có gì đâu, lỗ mũi cái miệng bự chà bá à, mũi trâu, miệng hô. Hiểu không? Đầu dồ. Có gì đâu mà nhìn, làm nhìn chứ. Hiểu không? Vậy đó mà, vì từ xa nên ta thích. Hiểu không? Đó là những cái chân thật đấy vị, thấy không? Nên an vị Phật là gì? Ai cũng làm được. Niệm Phật lễ Phật là an vị Phật, đều áp dụng được hết. Có nhiều người hỏi vậy con cần thỉnh quý thầy không? Có cũng được, không có cũng được. Hiểu không? Vậy thì cái pháp này quá tuyệt vời, gọi là gì? Tam căn phổ độ phàm thánh tây thấu. Nếu như cái pháp này mà chỉ có tăng làm, vậy làm sao gọi là tam căn? Thượng trung hạ đều thu nhiếp. Vậy thì cái pháp tịnh độ này ai cũng áp dụng được hết trơn. Vậy thì bây giờ người xuất gia tu nhiều chục năm, một người cư sĩ mới tu mà lỡ khuyên người xuất gia này niệm Phật khi cận tứ nghiệp được không? Sao không được? Bây giờ tôi ví dụ dễ hiểu, tôi tu 50 năm sau, tôi hướng dẫn quý vị, quá trời nhiều người niệm Phật. Khi tôi cận tứ nghiệp, tôi nằm đó tôi làm nè. Không niệm Phật.
quý vị Phật tử mới tu thôi nghe, 2 tháng thôi, là tại thầy. Con nhờ 2 tháng con nghe pháp thầy mà con biết tu. Bây giờ con thấy thầy cũng đau lòng quá, thầy niệm Phật đi nghe thầy. Niệm Phật giảng sanh đi nghe thầy, thầy niệm cho con nghe. Trong lòng như Đức nói cảm ơn cô nhiều lắm. Đúng ra tôi không có niệm mà nhờ cô nhắc mà tôi niệm. Chứ không lẽ giờ những Đức nói mày là ai mà mày nhắc tao? Tao tù mấy chục năm nay, tao lớn lắm mà nhắc tao cái gì, mày làm tao mắc mệt lắm. Không lẽ mà lúc này mà cái tâm đó thì bị đi đâu? Đi đâu à? Người ta nhắc mình mà không cảm ơn người ta mà nói cái gì? Cái lý đơn giản vậy thôi thì cũng hiểu rồi, nói chỉ chuyện cao xa. Nói giờ tôi tu nhiều chục năm cư sĩ không được nhắc, cái lý do gì cư sĩ không được nhắc? Thì nói cái lý ra nghe đi, tại sao cư sĩ không được nhắc? Hay là cái ngã bị lớn, cái ngã bị thơ lớn thì khỏi cần nói tới nữa, đúng không? Trong thời Đức Phật còn tại thế, Đức Thích Ca Mâu Ni hiện tướng xuất gia làm Phật, cư sĩ Rima hiện tướng cư sĩ làm Phật. Vậy thì trong thời Đức Phật đã có 2 vị Phật, nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni là chủ thế đem giáo pháp hoàn truyền, đó là cõi Ta Bà. Còn cư sĩ Rima là thị hiện cư sĩ tu cũng làm Phật, để cho chúng sanh biết được rằng đừng bao giờ hoàn toàn xem thường người cư sĩ, vì người ta cũng đều như mình có thể làm Phật, đúng không? Nên tu nhiều chục năm gì đi chăng nữa nghe, nhưng mà bỏ đi cái ngã của mình đi, dẹp đi, dẹp cái ngã đi. Nó rồi đừng có, có khi mình tu nhiều chục năm mà có khi danh lợi mình còn nặng cha hơn người ta nữa đó. Ồ, trời ơi, có khi người ta là cư sĩ, người ta làm cực muốn chết luôn mà ta đem tiền ta đưa cho mình, còn mình thì đem mình đi cắt đó. Chứ đừng có nói chuyện đùa hết trời, mình nên sâu sắc vào trong tâm đi. Hiểu không? Mình nên sâu sắc đi, mình sẽ biết mình là ai liền. Hiểu không? Chứ đừng có nói mà người ta gặp mình ta lại, mình tưởng nó mình là ông nội người ta. Mình không có được cái gì đâu trời ơi trời. Chỉ là do cái tướng của Phật mà người ta kính trọng mình thôi. Chứ đừng có nói mình cái gì đâu rồi ơi. Những Đức nói thiệt chứ. Nó nói mà nói ấy chứ. Bây giờ chúng ta người xuất gia bây giờ đang hạ giá dữ lắm. Bây giờ ai nghe bây giờ cũng phải chấp nhận đi. Quý vị ơi, bị công nhận hạ giá không? Giá của mình nó thấp còn hơn cái gì nữa. Tôi nói thiệt chứ, nếu mà là hình tướng xuất gia mà nó đắt giá thì tôi đâu có đi ra đường đổ nón kết. Tôi bước ra đường lúc nào tôi cũng đi đổ nón kết, không là tôi biết cái hình tướng xuất gia ở ngoài đời là nó hạ giá cỡ nào. Người ta thường cứ cho mình là người ăn không ngồi rồi, không ra trò gì hết chứ. Nên tôi đi ra đường toàn bộ chạy xe đổ nón kết không. Mà ai biết được tôi cũng làm bao nhiêu chuyện ở trong chùa này, tôi là lo bao nhiêu bà già đấy. Nhưng mà cuối cùng tôi đi ra đường lúc nào tôi cũng đổ nón kết hết trơn đó trời. Nếu như quý vị mà đã từng thấy những đứa đi qua bên kia lúc nào đi cũng đổ nón kết không đó. Nếu như mà nó đắt giá và nó ngon lành, tôi ngu gì tôi đổ nón kết. Tôi đổ nón kết là biết rồi, hạ cỡ nào rồi, hiểu chưa? Nên ở trong chùa mà sống đi, đừng có đi ra ngoài. Vì bây giờ cái giá ở ngoài của người xuất gia mình nó hạ lắm rồi. Nó bây giờ nó tào lao dữ lắm. Nên từ nơi đó mà người ta xem thường mình dữ lắm, nghe chưa? Nó xem cái đám hết trơn à, nó coi ai ra gì đâu. Tranh danh đoạt lợi đủ chuyện, tá lả âm binh nó tứ tung lang tang. Nếu như mà nó đặc biệt thì nó thịnh rồi, nó đâu có gì đó. Nên chúng ta trong cái thời cuộc này mang hình tướng xuất gia của mình, nó cảm thấy cũng trong thời cuộc này thiếu phước. Chứ thời của Đức Phật đó, người ta lại không á. Còn mình sanh trong thời này là thời mạt pháp. Mạt pháp là gì? Mạt pháp là chúng ta sanh trong cái thời mà chúng sanh không có hướng giải thoát, không có hành trì giáo pháp của Phật giải thoát là mạt pháp. Chứ Phật, giáo pháp của Phật là giáo pháp giải thoát. Nó làm gì mạt? Nhưng mà do con người tu không có tâm giải thoát là mạt. Người hoằng đạo chứ đạo nào hoằng người, hiểu không? Nên chúng ta sanh trong thời này mà cạo đầu là chúng ta cũng thiếu phước rồi đó, thấy không? Thiếu phước á. Nên từ nơi đó mà nói con cháu đi xuất gia từ từ, cứ làm cư sĩ đi, luyện cho nó ngon đi, đủ duyên thì nó đến à. Nó nên những Đức mong rằng tất cả những người mà xuất gia đủ duyên á, ở trong chùa mình nè, tôi nói trong chùa nghe chưa, tôi nói ai ngoài chứ, ai ngoài nghe gán chịu rồi tự xem lại thôi, tôi cũng nói ai nghe chưa. Giảng pháp bao nhiêu Phật tử nghe mà tôi cũng có nói tứ chúng đồng tu chứ, nhắc nhở nhau chúng ta còn là phàm phu mà. Tôi nói trong chùa coi ai đủ duyên vô đây ngồi thì giờ tôi nói đó, còn ai không thích ngồi thôi, tôi không có cản.
Nhưng mà đã vô đây thì phải ngồi à, chứ không đi vòng vòng được đâu. Mấy bữa trước có ông thầy, ông vô, ông nói ông thầy Nhân Ôn mời thầy vô bên trong. Ông nói không, nói sao à? Tôi ngồi thiền còn dữ hơn mấy ông. Ông Nhân Ôn lên hỏi Nhân Đức, bây giờ ông nói gì trả lời sao thầy? Nhân Đức nói, ông nói với ông ngồi thiền dữ lắm, tôi lễ Phật còn dữ hơn ông. Hiểu chưa? Ông giữ gì môn ngồi thiền của ông, nhưng tôi giữ gì môn lễ Phật của tôi. Nếu như tôi đến cái chỗ ngồi thiền của ông, tôi sẽ theo ông đi ngồi thiền. Ông đến cái nơi lễ Phật của tôi thì ông nên theo tôi lễ Phật. Đó gọi là quy tắc sống, ông biết hay không? Hiểu chưa? Các vị nghe cái nguyên lý này đúng không? Đi đâu thì theo đó chứ, hiểu không? Rừng nào cọp nấy chứ. Đất nào thì Phật nấy chứ. Nhưng mà trời ơi, lòng ngộ với trời. Đi đến chỗ người ta mà tự nhiên nói mình là mình dữ dằn là sao? Cái pháp của Phật là cái pháp bình đẳng, nhưng mà vì sao đem cái pháp của mình tu đưa ra? Vì tôi có quyền đưa cái pháp mình tu đưa ra chứ. Ông cũng có cái quyền đưa cái pháp của ông đưa ra chứ, hiểu không? Tôi không có bài xích cái pháp khác gì pháp của Phật, bài xích là tội đọa địa ngục, không có ngày ra, hiểu chưa? Nhưng mà mình phải hiểu cái nguyên lý là cái lễ làm người, có tu giỏi có nào giỏi như cái lễ làm người là quan trọng. Bây giờ Nhật Đức đến quý vị chơi quá nhiệt tình là còn gì nữa, hiểu không? Nó thí dụ như giờ người xuất gia đến chùa mình đông gì ngày chủ nhật cộng tu, thì vậy bây giờ tất cả phái đoàn đủ duyên ở Tết á, ăn Tết mà cái cuối cùng Tết quý vị tu cuối năm á, thì mỗi người trưởng đoàn quý vị mỗi người cúng dường quý thầy cái gì chút kệ đi. Trời ơi, đó là hình tướng tăng bảo mà, hiểu không? Vì thấy những đức làm quanh năm không? Đó, nhưng nó đâu có nghĩ ngợi bất cứ cái chuyện gì khác, nhưng mà nó phải có giáo dục nghe. Nên tất cả những người trưởng đoàn tùy duyên quý vị, những đức khuyên vậy đó. Nó cuối năm cái gì cũng có tới tăng ni chút xíu. Cũng cỡ nào cũng hình tướng tăng bảo mà, hiểu chưa quý vị? Nó đó là cái điều quý vị nên suy nghĩ lại. Nó còn những đức là điều vậy đó. Mình chơi với nhau có tình có nghĩa. Người ta đến với mình tình thì mình cũng đến với người ta nghĩa chứ, hiểu không? Không, tôi nói thiệt chứ, tôi xuất gia chứ tôi chơi là có tình có nghĩa lắm á, không có giỡn đâu. Mà tôi cái tính nói thẳng, mà chơi với người nói thẳng mình thấy thích. Có gì nó nói thẳng hết trơn à, chứ nó không có chích sau lưng, chơi sau lưng hèn lắm, hiểu không? Có gì mình gặp trước mặt mình nói nhau đi. Nên có gì gặp tôi thì nói trả lời cho nghe, dốt cái chuyện trả lời của chừng bí lối bí đường với chừng nói chuyện giật chơi với tôi. Tôi nói thiệt nghe, tôi không biết ngồi thiền nghe, nhưng mà tôi đi đến ngồi chùa ngồi thiền là tôi hỏi thầy ngồi thiền sao thầy chỉ tôi không biết, hít làm sao thầy, nó hít vô thở ra con. Tôi cũng cố gắng. Được không thầy? Không, từ từ con hít cái đó đứt bóng đó. Thầy chỉ con đàng hoàng đi, con không biết mà, đúng không? Tôi hỏi người ta liền, đúng không? Ngồi sao thầy, bán già hay kiết già? Nói chắc ngồi kiết già chắc không được đâu, thôi bán đại đi. 50 thôi không? Cho con 50 nghe. Cũng cố gắng ngồi. Ngứa cái mặt xinh xíu chút, sao mà ngồi thiền vậy đâu, cái mặt đưa cao, không, con sợ ngủ gục. Cứ đưa mặt lên cao lỡ con gục xuống chút là vừa. Ngước lên cao lỡ có nó gục xuống một chút á, vừa. Còn ngước gì thì nó gục xuống một chút nữa thì kỳ lắm. Tôi không biết, tôi hỏi. Ý nói á, tôi đi đến nơi quý vị, tôi sẽ theo Iran quý vị, tôi không có dám nói cái chuyện của tôi đâu. Đi đến nơi nào trì chú tụng kinh sao tôi sẽ làm Iran à. Tôi hỏi, chỉ tôi đi, tôi không biết. Nhưng đi đến nơi của tôi thì phải làm giống tôi. Thấy chưa? Phải không? Quy tắc nghe chưa? Nó vậy thì tất cả cư sĩ đi tu cũng vậy nè. Đi đến đâu đừng có phá quy củ của người ta. Hiểu chưa? Chở về nơi mình có quyền. Quý vị đều có quyền. Đi đến nơi người ta đừng có bao giờ chen vô phiền người khác. Vậy là quý vị tu đúng rồi. Đạo nghĩa đúng rồi. Nhớ chưa? Đạo nghĩa đúng rồi. Tụng kinh, trì chú, làm cái gì cũng tốt hết chứ. Vì đó là cái pháp của Phật.
căn tính con người 8.4 vạn cái căn tính, thì Phật đưa ra 8.4 vạn cái pháp môn để mà tu giải thoát. Nhưng mà trong 8.4 vạn pháp môn thì có cái pháp phù hợp trong thời mạt pháp là pháp môn tịnh độ. Vậy thì mình chọn cái pháp mình tu đi. Còn người ta không có cái duyên này, ta tu cái pháp gì kể người ta. Nhưng mà đi về tôi phiên niệm Phật đã được không? Ai muốn gì đây? Về đây tôi phiên niệm Phật chứ sao? Chứ không lẽ về đây tôi kêu tu thiền, tôi có biết đâu kêu tu thiền, đúng không? Tôi biết đâu kêu tu thiền, tôi biết niệm Phật rồi tôi kêu niệm Phật chứ sao? Nhưng tôi thấy cuối cuộc đời niệm Phật được lợi ích. Cuối cuộc đời niệm Phật lợi ích. Trời, hồi đó giờ chứ Đức hộ niệm cho nhiều người thầy lắm rồi đó. Chuyện giỡn hả? Hồi cấp trước chứ Đức quen mấy vị thầy ở cốc kìa, Đức hộ niệm cho ông đó. Nên từ nơi đó ông thầy nói rõ ràng câu như Đức nói: tôi mà không biết thầy, tôi nói thiệt với thầy, tôi là không có khả năng cuối cùng thu thần tịch diệt của thầy ước. Bao nhiêu năm nay tôi đâu có niệm Phật đâu, mà tôi nói thật sự trì chú tôi cũng không trì được, mà ngồi thiền tôi cũng không vô nổi luôn thầy ơi. Thầy, vậy cuối cuộc đời tôi phải làm sao hả thầy? Ông đi xuống địa ngục chứ sao? Bây giờ ông không vô môn nào cho đi xuống địa ngục chứ sao ông nội? Chứ sao? Bây giờ ông chọn đi. Bây giờ ông muốn đi lên không? Muốn niệm Phật đi. Niệm Phật dễ, ông niệm đi. Pháp này pháp của Phật á. Ông hiểu không? Tôi không biết. Không biết giờ niệm, nghe lời tôi, nghe tôi. Ông niệm theo này: Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Cái ông nói: vậy đó hả? Thì vậy chứ thì sao? Niệm đi: Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Vậy thôi à? Cứ niệm hoài vậy cho tôi. Nó chào chào, niệm hoài mỏi miệng sao chịu nổi. Ông nói này mệt tới ghê thật chứ. Cứ niệm đi. Tôi mười mấy năm nay tôi niệm mà tôi có mỏi miệng đâu. Tôi càng niệm mà càng cái miệng nó càng dẻo. Thấy không? Thì thấy nói cho chào chào gần 2 tiếng rồi. Ghê chưa? Vậy nói hả? Không có học gì sao nói dữ vậy? Nó hoài mà càng nói càng sung. Thấy không? Trời ơi, người ta mà 2 bài hát thôi, 3 bài hát thôi là ca sĩ. Em ơi, em ơi. Sao kỳ á? Bài thứ 3 là khang tiếng. Còn nãy giờ 2 tiếng mà thấy chưa? Ầm ầm. Vậy là quá thiệt rồi. Đúng quý vị. Ôi ôi, cái pháp đặc biệt gì mà không chịu tu. Thấy rõ ràng không? Mà càng nói mặt càng hồng nghe. Ha, ngộ ghê á. Hồng hào mặt mày nghe. Cô khuyên lên coi lại á, tự nhiên càng giãn mặt hồng nghe. Có những cái đoạn mà gắt á, cái đoạn mà gắt á, căng căng là mặt đỏ lên nghe. Đỏ lên. Ôi ôi, có nhiều cô mà dưới mà đang ngồi mà phê phê mà buồn ngủ á, là như Đức nghe. Thấy bả tự nhiên. Cái bà lỡ có gặp với Đức nó công nhận thầy cái lực thì ghê. Con đang ngủ gục mà thầy nhìn con cái mà tỉnh veo. Mai mốt bây giờ con ngồi trước mặt thầy nhìn giùm con nghe. Thấy không? Thì thấy không? Đó, cái pháp thù thắng, thấy không? Chỉ có một câu Phật hiệu mà tuyệt vời như vậy. Cả đời niệm đi quý vị. Cầu an bằng câu Phật hiệu, cầu siêu bằng câu Phật hiệu. Muốn cầu an thì mình phải an. Muốn cầu siêu thì đừng buồn dặn người khác để trong tâm. Được chưa mấy bà? Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai với Đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật từ chư tăng ni và toàn thể đại chúng và các cháu nhỏ, chúng ta ngày chủ nhật là ngày tu phước duyên thù thắng. Người thiếu duyên thiếu phước thì chúng ta không lực với đại chúng này thì tăng phước tăng duyên rất là nhanh. Thì trong đây là toàn những người có duyên với tịnh độ, có duyên niệm Phật và có duyên có thể một đời này giáng sanh. Nên chúng ta gặp nhau ngày chủ nhật là đặc biệt vô cùng hoan hỷ vui vẻ. Đây gọi là tăng trưởng phước báo nhân duyên rất là lớn. Nên những ngày chủ nhật mà bị dẫn người ta đi tu ý nghĩa lớn dữ lắm. Thêm cái nữa, các cháu nhỏ này có những đứa nó lớn lên có thể nó sẽ bắt hiếu với cha mẹ.
Nhưng nhờ đi đến đây tu nghe pháp niệm Phật mà nó chuyển cái nghiệp, các cháu sẽ hiếu với cha mẹ. Có những cháu mà nó bệnh hoạn, eo ọt, khó nuôi, không thông minh. Nhưng nhờ đi đến đây nghe pháp niệm Phật, từ từ các cháu khai chuyển được cái sự thông minh và thông minh và trí tuệ, khỏe mạnh và sống lâu. Đây là nhờ cái công đức của đại chúng, nên trong kinh Phật nói là đức chúng như biển cả mênh mông. À, chúng ta còn có 13 ngày nữa là chúng ta tổ chức lễ viếng Đức Phật A Di Đà. Tính ra cũng như 12 ngày nữa. Tại vì ngay ngày 17 chúng ta sẽ tổ chức 2 ngày pháp hội cộng tu ngay lễ viếng Đức Phật A Di Đà. Ngày 17 là ngay thứ bảy, ngày 18 là ngay chủ nhật, 2 ngày. Và năm nay chúng ta sẽ được qua bên chùa Mớ tổ chức được 2 buổi. Đó là ngày 17 buổi sáng khoảng 7 giờ mấy 8 giờ chúng ta có mặt ngay chùa Mớ. Và chúng ta sẽ cộng tu ngay chùa Mớ để kết duyên. Và buổi chiều rồi xong buổi tối thì chúng ta sẽ tổ chức ngay cái nhà toan bên Đại Tùng Lâm. Lễ Phật A Di Đà, chúng ta sẽ lễ Phật 1.5 tiếng đồng hồ. Nguyên một ngày chúng ta sẽ nghe pháp niệm Phật, phóng sanh cũng như thực. Và chúng ta sẽ ngay ngày 18 sẽ nguyên ngày ở bên hộ pháp. Nên tất cả quý vị ở xa, chúng ta sắp xếp rủ Phật tử đi đến đây. Chúng ta đi đến đây tu hành thật chất, niệm Phật, phóng sanh, cúng đi thực và nghe pháp để cởi mở tâm tư. Nên những ngày chủ nhật gì quý vị thấy rằng là nhiều người mang nghiệp phá thai hay sát sanh hay tạo nghiệp bất hiếu với cha mẹ. Chúng ta ngày nay đi đến đây chính đích thân mình nghe pháp và tu và niệm Phật và cúng thí thực như vậy, toàn thể đại chúng dùng cái tâm mình chân thật để cùng cúng. Vậy thì người sống được nhờ và người mất được lợi rất là lớn. Nhất là những thai nhi vì nghiệp phá thai, các con về đây được nghe pháp, biết được có thế giới cực lạc tốt đẹp. Các con nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ đối với cha mẹ. Quan gia nên giải không nên kết. Buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ để mà niệm Phật cầu sanh về cực lạc. Đó là một quốc độ an vui tự tại. Chúng ta nguyện đem toàn thể công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ. Nguyện cho Ngài có sức khỏe và trụ thế gian lâu dài. Và hồi hướng cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị, nhờ cái công đức này mà gia đạo mình thuận hòa và nghiệp chướng tiêu trừ và phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập dị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này. Và tất cả những người chết oan chết ức đều nghe được pháp môn tịnh độ nên phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhật tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí như cung, thập phương nhật tiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Nhớ đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhật tiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa,
biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh pháp nguyện vãng sanh, côi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, tất cả chúng ta nghe được Phật pháp và nhờ cái công đức phóng sanh mà mình mở cái lòng từ và nghe được lời của Phật dạy tứ sanh phụ mẫu, tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ trong đời này, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. À, họ thương chúng ta nên đã từng sát sanh hại vật, kiếm tiền bạc mà do tạo nghiệp sát, từ nơi đó mà họ phải đọa làm súc sanh như chim, ruồi, muỗi, kiến hay tất cả những loài súc sanh đều là từng ông bà cha mẹ của chúng ta. Nên Phật dạy người tu hành phát tâm từ bi ăn chay trường mà còn phóng sanh. Phóng sanh là đang giải cứu những chúng sanh đang bị nhốt như bỏ tù nó, mà mình giải cứu nó mà còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và chỉ cho họ một con đường để giải thoát. Nên cái công đức phóng sanh lớn lắm, vì chúng sanh thương nhất là thân mạng, chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Nên khi chúng ta phóng sanh ăn chay là đang tròn cái tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát. Nên tất cả hàng Phật tử đừng có sợ ăn chay mà thiếu chất dinh dưỡng. Chúng ta cứ ăn chay để quý vị thấy những đức ăn chay cũng mập quá trời luôn, chứ đâu có ốm o gì đâu, đúng không? Nên nhiều cháu ở trong chùa mình nó rất là mập, nó chỉ có 7-8 tuổi thôi mà nó có khi 50-60 kg. Từ nơi đó ăn chay rất là đủ chất, tại vì cái tâm an lạc và tâm từ bi nó phát lên. Nên nghiệp chướng tiêu trừ, nên những người mang bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia nên ngưng cái nghiệp sát, ăn chay trường và phóng sanh nữa, thì tức khắc căn bệnh nó sẽ đứng lại, nó không có phát triển nữa. Nên cái công đức phóng sanh rất là lớn, nên mong rằng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tất cả những chú chim này khi được thả ra ở trong chùa, xung quanh chùa thôi, nghe danh hiệu Phật và khi bỏ thân hướng về Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mời toàn thể đại chúng xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật.